Theo chương trình thì tôi sẽ phải trình bày với các bạn một cái vấn đề là chẩn đoán và xử trí bệnh mạch vành ổn định. Vốn là một cái bài tôi nghĩ là cũng khá là khó khăn so với cả cái bài liên quan cái vành cấp. Nếu như chúng ta nói về các cái dạng bệnh mạch vành thì chúng ta sẽ có cái ạ, chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái loại khác nhau. Ví dụ như là bệnh mạch vành đau ngực ổn định mãn tính, hội chứng vành cấp, thiếu máu cơ tim thầm lặng, các cái đau thắt ngực do co thắt và bất thường động mạch vành, thì đấy là các cái dạng, các cái dạng bệnh lý khác nhau. Và khi chúng ta nói về bệnh lý động mạch vành là chúng ta nói đến các cái bệnh lý như là suy vành, như là thiểu năng vành hoặc là bệnh tim thiếu máu cục bộ. Thì đấy là một phần với câu chuyện mạch vành của chúng ta đang nói ngày hôm nay. Tuy nhiên đối với cả câu chuyện bệnh lý tim mạch thì chúng ta sẽ nói đến cả cái diễn biến liên tục và liên quan từ các yếu tố nguy cơ dẫn đến cái bệnh lý liên quan đến xơ vữa mạch máu, dẫn đến bệnh lý mạch vành hay nhồi máu cơ tim, và cuối cùng là suy tim hoặc là các cái tổn thương giai đoạn cuối khác. Như vậy là chúng ta đang nói đến cái tiến triển liên tục của bệnh lý mạch vành, và nếu mà như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái tiến triển của cái mảng xơ vữa như thế nào, và trên cơ sở đấy chúng ta mới có thể hiểu được sinh lý của bệnh lý mạch vành nói chung. Thế thì đây là những cái quan điểm đầu tiên liên quan đến cái mảng xơ vữa và các biến cố tim mạch. Thì năm 1946, tác giả người Nga là Nikolai Anikov đã phát hiện ra thủ phạm chính của cái mảng xơ vữa chính là cholesterol. Và trong thời điểm đó thì người ta bắt đầu tìm ra cái mối liên hệ giữa cholesterol và các cái mảng xơ vữa mạch máu. Đây là cái hình ảnh các cái vệt mỡ ở trên một cái động mạch chủ của một cái trẻ cỡ khoảng 10-15 tuổi. Còn đây là ở một người già cỡ khoảng 70-80 tuổi, chúng ta thấy toàn bộ hệ thống động mạch nó bị sần sùi các cái mảng xơ vữa như thế nào. Và nếu mà chúng ta mổ xẻ ra trên nền một cái mảng động mạch vành, chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều lớp khác nhau. Và ở dưới cái lớp nội mạc ở đây thì đây là một cái bể lipid gồm có các cái tinh thể cholesterol khác nhau, và khi nó vỡ ra thì nó sẽ gây ra tắc mạch hoàn toàn. Thì đấy là cái câu chuyện đầu tiên liên quan đến cái mảng xơ vữa, liên quan các cái biến cố tim mạch. Đây là một đoạn video ngắn để minh họa cho chúng ta hiểu rõ được cái quá trình hình thành của mảng xơ vữa như thế nào. Lúc đầu là các cái hạt máu gọi là máu bẩn đấy ạ, là mỡ bẩn màu vàng, sau đó sẽ lắng đọng tại các cái nơi có vết nứt như vậy, do các cái đại thực bào nó hấp dẫn ăn toàn bộ cái lượng cholesterol này, hình thành nên các cái tế bào bọt khác nhau, và lúc đó nó sẽ tạo thành cái mảng xơ vữa trong lòng mạch máu, và cái mảng xơ vữa này nó dần lớn lên, nó ép vào lòng mạch, nó gây ra các bệnh cảnh thiếu máu như chúng ta thường thấy. Thì đấy là cái câu chuyện cái đường đồ rất là nhanh chóng để cho chúng ta hiểu rõ cái hình thành mảng xơ vữa thế nào. Tất nhiên bây giờ cái quan điểm mới nó đã khác đi rất là nhiều, tuy nhiên là nó dựa trên một cái quan điểm một cách đơn giản hóa, đó là do tiến triển của các cái lớp, các cái dạng xơ vữa khác nhau. Và khi chúng ta nghiên cứu sâu vào các cái dạng này, chúng ta sẽ thấy nó có các cái dạng chuyển dạng từ những lúc là tạo thành các cái vệt, các cái tế bào mỡ nó ngấm vào đây, rồi sau đó nó tạo thành cái bể lipid ở bên trong, nó tạo thành các cái tinh thể vỡ, các tế bào viêm như thế nào, nó nứt vỡ ra sao và hình thành mảng xơ vữa thế nào. Và lúc đó nếu chúng ta nghiên cứu sâu, chúng ta sẽ hiểu được cái quá trình hình thành và nứt vỡ của mảng xơ vữa thế nào. Tuy nhiên đấy chỉ là một phần nhỏ vấn đề. Cái phần thứ hai quan trọng hơn ấy, thì chúng ta thấy là gì ạ? Là cái câu chuyện cái mảng xơ vữa nó không phải đơn thuần là nó bị nứt vỡ ra theo thời gian, mà nó còn phụ thuộc vào một cái việc rất quan trọng, đó được gọi là cái khả năng tái cấu trúc của mạch máu. Đây là một cái lược đồ để cho chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên khi cái mạch máu là bình thường, lúc có mảng xơ vữa hình thành lên, cái mảng xơ vữa nó to dần lên, thì lúc này cơ thể nó sinh ra một cơ chế tự động để nó đảm bảo toàn bộ cái cung lượng máu nó vẫn còn, và vì vậy nên là cái mạch máu, cái mảng xơ vữa này nó sẽ to ra bên ngoài, nó được gọi là tái cấu trúc ở dương tính của thành mạch máu. Chính vì thế cho nên là nó sẽ tăng cái mảng xơ vữa nó cứ lớn lên, nó cứ lắng đọng lên, nhưng cái dòng chảy của chúng ta vẫn hoàn toàn nó duy trì bình ổn, và đến khi nào cái mảng xơ vữa này nó chiếm cỡ khoảng 40-50%, tức là nó hết cái khả năng giới hạn của cái quá trình lớn lên của thành mạch máu, thì lúc đó nó mới nứt vỡ vào trong và lúc đó nó gây ra biến cố. Vì thế cho nên là chúng ta thấy là gì ạ? Rất là nhiều trường hợp khi mà chúng ta chụp lên mạch vành sau khi chúng ta hút huyết khối ở trong một cái mạch vành cấp tính, thì chúng ta thấy cái dòng chảy nó không bị cái mức độ hẹp nó không nhiều lắm, thì cái gánh nặng xơ vữa nó còn ở đó. Và đó là lý do vì sao mà rất nhiều trường hợp chúng ta chụp lên chúng ta chỉ thấy cái mạch nó hẹp 30-40%, thực ra là cái mảng xơ vữa bên ngoài nó lớn lên rất là nhiều. Và chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta xem xét cái câu chuyện mảng xơ vữa, chúng ta bao giờ cũng phải xem xét hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là cái lớp vỏ này nó có đủ mỏng để vỡ ra không, và yếu tố thứ hai là cái lượng lipid bên trong nó nhiều như thế nào để nó gây ra biến cố. Và đây là cái bảng để tổng kết cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta làm siêu âm trên NIVUS nó phụ thuộc vào hai yếu tố như này, và đó là cái yếu tố quyết định để khiến chúng ta tiên lượng của bệnh nhân hoặc là dự báo khả năng bị một cái tổn thương như thế nào. Bởi vì nó không chỉ phụ thuộc vào mức độ hẹp, nó còn phụ thuộc vào việc cái lớp của chúng ta mỏng và dày ra làm sao.
Thế thì khi mà nói đến câu chuyện các cái biến cố liên quan đến xơ vữa thì người ta thấy cái vai trò chính là rối loạn lipid máu và tất cả yếu tố khác được gọi là yếu tố cộng hưởng để làm cho nó nặng lên. Chính vì thế cho nên là nếu chúng ta điều trị bệnh lý mạch vành mà chúng ta không nhằm vào cái đích cholesterol, chúng ta không kiểm soát lipid máu thì tất cả cái điều mà chúng ta đang làm là vô nghĩa. Tất cả yếu tố còn lại như hút thuốc lá, đái tăng huyết áp, đái tháo đường vân vân chỉ là cái yếu tố làm nặng bệnh mà thôi. Và vì vậy muốn tập trung vào giải quyết bệnh lý xơ vữa nói riêng và bệnh lý đau thắt ngực ổn định nói chung thì chúng ta sẽ phải giải quyết cái gì ạ? Chúng ta phải giải quyết cái chuyện lipid máu. Thế thì đấy là những cái kiến thức hết sức sơ đẳng để cho chúng ta nhìn hình dung cho xem cái mảng xơ vữa nó tiến triển như thế nào. Còn nếu chúng ta bổ dọc theo thời gian, chúng ta sẽ thấy là gì ạ? Từ những năm đầu tiên chúng ta ngồi đây, chúng ta đã có cái mảng xơ vữa mạch máu và chúng tôi có một công thức rất đơn giản. Chúng ta cứ tăng thêm một tuổi, mạch máu của chúng ta bị hẹp 1%. Các bạn ngồi ở đây, mạch các bạn bị hẹp 20-30%. Tôi ở đây, mạch của tôi bị hẹp 40-50%, tức là thuộc cái nhóm nguy cơ cao, dễ dàng nhồi máu. Cho nên là nếu như bực bội các bạn mà mắng một cái thì có khi nhồi máu cơ tim luôn. Thế thì cái tiến triển nó như thế nào? Chúng ta sẽ thấy là theo thời gian, ở những ngày thập kỷ đầu tiên nó đã hình thành cái vệt mỡ rồi. Sau đó rồi cái quá trình rối loạn chức năng tế bào nội mạc nó càng làm cho cái này nó phát triển và nó thúc đẩy quá trình hình thành xơ vữa, và đến tầm năm 30-40 tuổi cái mảng xơ vữa ở cái trạng thái nó dễ nứt vỡ nhất. Và khi nó nứt vỡ ra thì cái phần trăm hẹp ở bên trong là bao nhiêu thì nó sẽ hình thành cái phần trăm huyết khối bấy nhiêu. Ví dụ cái mạch chúng ta hẹp 40%, nếu nó nứt vỡ ra nó sẽ thêm 40% huyết khối cộng thêm một vài phần trăm co thắt mạch máu nữa, chúng ta sẽ tịt luôn cái mạch. Đấy là lý do vì sao cái đỉnh của cái gì ạ, của cái nhồi máu cơ tim cấp nó loanh quanh ở tầm 40-50 tuổi. Còn nếu như cái mảng xơ vữa này nó vỡ sớm hơn thì lúc đó nó sẽ tạo thành một cái bề mặt nó cứng chắc hơn và cái lượng lipid máu nó giải phóng ra ít hơn. Và nếu nó nứt vỡ như vậy thì cái mảng vành nó sẽ trở thành dạng ổn định và mỗi lần nứt vỡ nó chỉ thêm 1-2% của cái câu chuyện huyết khối, và vì thế cái mạch nó không bị tắc, và lúc đó chúng ta có cái đỉnh thứ hai của bệnh mạch vành nhồi máu cơ tim ST không chênh lên chính là 80-90 tuổi, khi cái mạch vành chúng ta hẹp 80-90%. Thế thì trước đây thì người ta rất là sợ cái câu chuyện là hẹp nứt vỡ động mạch vành. Tuy nhiên là để mà hiểu rõ được cái bản chất của cái bệnh lý bệnh mạch vành ổn định thì chúng ta phải hiểu rằng cái tiến trình này là cái tiến trình tất yếu. Một bên là nó gây nứt vỡ, và nếu nứt vỡ mạnh quá, cái lượng huyết khối, lượng lipid nhiều quá thì lượng huyết khối nó sẽ nhiều lớn theo, và lúc đó nó sẽ gây tắc mạch vành và gây ra hội chứng vành cấp gây đột tử. Còn nếu như sao ạ, cái lượng lipid nó không nhiều, nó chỉ gây nhẹ thôi, và lúc đó nó sẽ có đau ngực, nó sẽ có men tim tăng, nó sẽ có nhồi máu cơ tim đoạn xa, nhưng cái mạch nó không bị tắc hoàn toàn, và vì vậy chúng ta sẽ có một cái tổn thương dần dần, nó gọi là ổn định đau thắt ngực khi gắng sức, và lúc đó nó theo thời gian cái mạch vành nó bị nhiều lên. Đây là hình ảnh cách ngang qua một cái mạch vành, và chúng ta nhìn thấy đây là các cái lớp khác nhau của các lớp xơ vữa, mỗi lần nó nứt vỡ ra nó bị tạo thành cái vệt ở đấy, nó giống như cái vòng đồng tâm ở trên thân cây của chúng ta, và dựa trên cái lớp cắt ngang này chúng ta phải biết được là cái mạch vành nó đã nứt vỡ bao nhiêu lần. Thế thành ra là trước đây thì người ta rất sợ cái câu chuyện nứt vỡ, còn bây giờ cái quan điểm mới thì người ta lại cho cái mạch vành này nó nứt vỡ càng sớm càng tốt, khi mà cái gánh nặng huyết khối, vì gánh nặng lipid bên trong nó ít thì nếu bị nứt vỡ ra ngoài cái gánh nặng huyết khối nó sẽ ít, và nhờ vậy chúng ta sẽ không gây ra các biến cố. Thì đó là cái câu chuyện là cái quan điểm mới về cái mảng xơ vữa. Và chính vì thế nên bây giờ chúng ta càng thúc đẩy các hoạt động thể dục thể thao to động gì đó. Lỗi là cái âm thanh này nó dở quá, nó làm cho rất là bị khó chịu. Có cái cách nào để cho cái tiếng nó tốt hơn không? Để xa cái nào. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy là nếu mà chúng ta làm cho cái mảng xơ vữa nó nứt vỡ ra nhiều hơn nữa thì chính cái câu chuyện đó nó sẽ làm cho tiến triển nó sẽ ổn định hơn và nó không gây ra cái biến cố cấp. Đó là lý do vì sao mà gần đây trong cái biện pháp dự phòng bệnh chúng ta lại thúc đẩy cái câu chuyện hoạt động hoặc là thể dục thể thao cho nó tốt. Thì đấy là cái câu chuyện quan điểm liên quan đến mảng xơ vữa, và chính vì vậy cho nên là bây giờ người ta hiểu về bệnh mạch vành là gì ạ? Là một sự chuyển dịch liên tục xung quanh mảng xơ vữa. Hôm nay nó là ổn định, ngày mai nó là bất ổn, hôm nay nó lại ổn định, ngày mai lại bất ổn, tuần sau nó lại ổn định. Nó là một cái vòng tròn như thế. Cho nên là gì ạ? Chúng ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là làm thế nào để hạn chế các yếu tố gây ra nứt vỡ. Vấn đề thứ hai là gì ạ? Là tiếp cận một cái mạch vành ổn định theo kiểu hội chứng vành cấp. Có nghĩa là bất kỳ một thời điểm nào chúng ta cũng phải xem xét xem là bệnh nhân chúng ta có phải hội chứng vành cấp hay không, cho dù đó là trạng thái ổn định. Tại chúng ta không thể biết được là đây đang là trạng thái ổn định hay không. Và vì thế nên có một thói quen là gì ạ? Là làm gì thì làm, vui lòng chúng ta sàng lọc như một hội chứng vành cấp. Bệnh nhân cứ đến với chúng ta cần phải sàng lọc như vậy. Và cái thứ hai là gì ạ? Là chúng ta tìm hiểu xem bệnh nhân có các yếu tố khởi phát hay không, bao gồm có gắng sức, ví dụ như là hút thuốc lá, lạnh đột ngột, cảm xúc mạnh vân vân, hoặc là các yếu tố trung gian khác nó làm cho cái câu chuyện đấy nó trở nên nặng hơn, ví dụ chênh lệch huyết áp, chênh lệch về nhịp tim,
cường giao cảm vân vân, và chính cái câu chuyện đó nó thúc đẩy cho bệnh nhân xuất hiện các biến cố. Thế thì một cái gần đây thì người ta chú ý một cái mảng khác rất là quan trọng, đó là các yếu tố viêm, vì chính cái yếu tố viêm là yếu tố làm cho cái vỏ của cái lớp phủ bên trên của cái lớp nội mạc này nó kém đi, và nó sẽ làm cho bệnh nhân dễ bị nứt vỡ hơn. Và chính vì vậy những cái bệnh nhân mà viêm mạn tính, ví dụ như bệnh nhân viêm khớp chẳng hạn, đau khớp, viêm khớp dạng cấp, rồi viêm cột sống dính khớp, rồi hút vân vân, thì khi có tình trạng viêm toàn hệ thống nó sẽ làm gia tăng nứt vỡ mảng xơ vữa. Tương tự như vậy với những cái bệnh nhân mà viêm mạn tính, ví dụ như là gì ạ, ví dụ như là lao, ví dụ như HIV, đấy là những bệnh nhân có trình viêm mạn tính thì nó cũng làm gia tăng các biến cố mạch vành. Chúng ta sẽ có thể có, nếu mà chúng ta có nhiều thời gian đến nội chú năm thứ ba, chúng ta sẽ thảo luận một chuyên đề rất là sâu, tức là cái bệnh lý mạch vành của những bệnh nhân mà HIV dương tính, tại vì nó có một đặc thù riêng, nó liên quan đến cấu trúc, nó cái quá trình lắng đọng của mảng xơ vữa và nứt vỡ. Thế thì đấy là những yếu tố mà nó góp phần cho cái bệnh lý nó xuất hiện. Tuy nhiên đấy chỉ là những cái xuất hiện cấp mà thôi. Còn trên nền một cái bệnh lý mạn tính thì nó có nhiều cái cơ chế khác. Và tất cả những cái gì mà chúng ta vừa nói suốt trong 15 phút vừa qua là chỉ để nói đến cái cơ chế gì ạ, là hẹp tắc cho cái mảng xơ vữa. Ngoài ra có rất nhiều các yếu tố khác, ví dụ như rối loạn vi tuần hoàn, rối loạn chức năng thất, rối loạn đông máu, rồi rối loạn nội mạc hay là co thắt mạch vành. Và chính vì thế cho nên là khi mà xem xét một cái ca bệnh phức tạp thì người ta cần phải xem xét giữa cái quan hệ giữa cái mức độ suy tim là bao nhiêu với cái mức độ mạch vành là như thế nào. Tất nhiên cái đấy nó bắt đầu sâu và nó đi ra ngoài phạm vi của bài hôm nay, nhưng chúng tôi chỉ muốn chỉ nói với giới thiệu với các bạn là khi chúng ta hình dung, chúng ta phải phân định rõ cái cơ chế đau ngực này trên một bệnh nhân này là liên quan đến cơ chế nào là chính, và nhờ vậy chúng ta phải lựa chọn được cái thuốc nó tác động vào đấy một cách phù hợp hơn. Thế nếu mà chúng ta nói về cái câu chuyện đau thắt ngực ổn định mạng tính thì thực ra đấy là chúng ta đang nói cái bậc gọi là nấc thang cuối cùng của thiếu máu cơ tim. Trước đó có rất nhiều trạng thái, ví dụ như là giảm thiếu máu cơ tim chúng ta đánh giá bằng xạ hình, rồi rối loạn chuyển hóa chúng ta đánh giá bằng các cái phương pháp mà các cái đánh dấu phóng xạ khác nhau, những cái loại mà đi được vào trong tế bào chúng ta đánh giá rối loạn chuyển hóa thế nào, rồi bắt đầu rối loạn chức năng tâm trương, rối loạn chức năng tâm thu chúng ta phải nhận biết bằng siêu âm hoặc là sớm hơn bằng siêu âm gắng sức, rồi sau đó bắt đầu là thay đổi điện tâm đồ, nhận biết bằng điện tâm đồ gắng sức, và đến khi bệnh nhân đến với chúng ta dưới dạng đau thắt ngực, tức là đã là giai đoạn muộn nhất trên bậc thang đó rồi. Trừ một thứ nữa là gì, là tắc lúc đó gây ra hoại tử cơ tim đánh giá bằng biomarker. Thế thành ra là nếu như chúng ta nhìn nhận cái câu chuyện này, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều cái biện pháp để phát hiện sớm hơn, và chính vì vậy cái khái niệm bệnh lý mạch vành nó trở nên mở ra rất rộng, làm cho chúng ta rất là bối rối. Và có những cái thì chúng ta thấy nó rất đơn giản thì nó rất là rõ, còn có những thứ khi mà nó chồng chéo với các bệnh lý khác chúng ta sẽ thấy phức tạp như thế nào. Và đấy là lý do vì sao khó khăn khi chúng ta nói chuyện một cái bài liên quan đến đau thắt ngực ổn định kiểu như vậy. Thế thì cái quan điểm hiện nay người ta cho rằng cái bệnh tim thiếu máu cục bộ là mất cân bằng giữa cung và cầu oxy cơ tim, và cái chuyện mà mạch vành của chúng ta nó chỉ là một yếu tố góp phần gây ra cái câu chuyện đó mà thôi. Thành ra là gì ạ, nó liên quan đến hẹp và tắc của động mạch ở thượng tâm mạc, tức là những mạch lớn chúng ta nhìn thấy, nó liên quan đến quá trình co thắt, nó liên quan đến các rối loạn của chức năng vi tuần hoàn, và nó liên quan đến rối loạn chức năng thất trái. Là tại sao những bệnh nhân suy tim nhiều, cái mức độ đau ngực hoặc là thiếu máu cơ tim, hoặc là khảo sát bằng các cái thăm dò cơ tim lại khác nhau, và đó là một cái thứ mà chúng ta cần phải lưu ý. Thế thì đấy là những cái thứ mà để cho chúng ta hình dung ra được là chúng ta cái bệnh cảnh nó nằm ở đâu, cơ chế là cái gì và như thế nào. Còn nếu như bây giờ chúng ta đặt cái tương quan khác giữa các bệnh lý mạch vành, chúng ta sẽ thấy là gì ạ, bệnh nhân từ lúc chưa có triệu chứng bắt đầu bằng các cái cơn đau ngực, sau đó dẫn đến hoặc là đau ngực ổn định và đến với chúng ta được gọi là bệnh nhân ổn định, hoặc là hội chứng vành cấp, hoặc là có được các cái đột tử khác. Và đây là các cái trạng thái biểu hiện bệnh lý khác nhau, bao gồm một bên là các bệnh cảnh mạn tính và một bên là cấp tính. Các bệnh cảnh mạn tính có thể là đau thắt ngực, có thể là giảm dung nạp kháng sức, có thể là suy tim mạn tính hoặc là rối loạn nhịp, hoặc là thiếu máu cơ tim tuần lặng. Thành ra là cái bệnh nhân mà đến với chúng ta để khảo sát mạch vành nó rất là đa dạng. Có thể đến với chúng ta vì cái gì ạ, vì ép giảm, chúng ta buộc phải khảo sát bệnh lý mạch vành, vì hoặc là cái dung nạp kháng sức giảm chưa chắc là đau ngực đâu, và nó có một cái nhóm bệnh riêng được gọi là những cái bệnh nhân mà mạch vành nhưng mà không hề có đau ngực, ví dụ như người già, người cao tuổi có các bệnh lý khác phức tạp kèm theo, thì tự nhiên cái triệu chứng nó không rõ ràng. Và đó là cái lý do vì sao chúng ta cần phải nghĩ bệnh. Thế thì cái việc đầu tiên giống như chúng ta cũng nói, và tôi xin phép được đi lướt qua rất nhanh, bao giờ cũng phải loại trừ hội chứng vành cấp khi đau ngực. Bệnh nhân đến khám chúng tôi làm cái thường quy troponin để làm gì, để loại trừ đây có hội chứng vành cấp hay không. Chúng ta làm điện tâm đồ để loại trừ cái chuyện đó hay không. Và chính vì vậy nên là chúng ta có phác đồ gì, chúng ta có phác đồ 1 giờ để mà loại trừ. Chúng ta ước lượng khả năng hội chứng vành cấp, chúng ta tìm hiểu các biến đổi trên điện tâm đồ, chúng ta dựa vào các thay đổi chỉ điểm sinh học, và chúng ta phân định ra được đây là nhóm này là nhóm gì, ít nhất là theo cái phác đồ của hội chứng vành cấp, để đảm bảo 100% là gì ạ, là bệnh nhân của chúng ta đang trong trạng thái ổn định
và lúc đó chúng ta mới xem xét cái câu chuyện ổn định. Thế thì ổn định ở đây theo cái khía cạnh là cái men của chúng ta không tăng. Vì sao lại như vậy? Bởi vì bản thân ta ổn định nó cũng có thể có HS troponin cao. Chẳng hạn một bệnh nhân tổn thương đa thân mạch vành, bệnh nhân kèm cái suy tim, troponin nó vẫn cao. Và lúc đó vẫn ở trong trạng thái ổn định bởi vì động học nó không có động học thay đổi troponin. Thế thành ra là chúng ta làm một cách thường quy nhưng chúng ta cũng cần phải đọc gọi là khéo léo một chút trong việc nhận định kết quả. Thì lúc đấy chúng ta mới chẳng biết được là bệnh nhân như thế nào. Thế thì đối với cả cái đau ngực ổn định mạn tính thì tiếp cận là như thế nào? Hay nó khác đi là với cái bệnh mạch vành ổn định mạn tính thì tiếp cận như thế nào? Thì đây là 5 cái bước để mà làm. Việc đầu tiên, nhận định đây có phải là đau thắt ngực và liên quan đến bệnh lý mạch vành hay không? Trong đó có bắt buộc một bước là hội chứng đây là có phải là hội chứng vành cấp hay không? Thứ hai là dựa đánh giá xem cái đau ngực này có liên quan thực tế mạch vành hay không hay là do nguyên nhân gì khác? Tức là chúng ta dựa báo cái khả năng mắc bệnh mạch vành. Sau đó chúng ta bắt đầu phân tầng nguy cơ dựa trên mức độ thiếu máu cơ tim. Và cuối cùng lúc đó bắt đầu chúng ta mới điều trị nội khoa và lựa chọn cái phương án tái thông mạch vành. Thì đây là các bước tiếp cận cách kinh điển theo cái cách của phác đồ châu Âu. Năm 2019, tháng 9 tới chúng ta sẽ ra đời cái khuyến cáo mới. Chúng tôi đang rất là chờ đợi cái khuyến cáo về cái bệnh lý đau thắt ngực, bệnh mạch vành ổn định và có thể có những sự thay đổi. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật một vài cái thông tin liên quan sự thay đổi này trong cái bài giảng ngày hôm nay. Đây là ba câu hỏi chúng ta cần phải làm. Thứ nhất là xác định chẩn đoán, thứ hai là xác định tiên lượng và thứ ba là xác định chiến lược điều trị. Cái câu chuyện xác định chẩn đoán là có hay không có bệnh mạch vành ấy thì thực ra như chúng ta vừa thống nhất và lúc này chúng ta nhìn cái sơ đồ tiến triển của mạch vành, cứ thêm một tuổi thì chúng ta gì ạ, mạch vành chúng ta hẹp 1%. Thành ra là đặt ra một cái câu hỏi là bệnh nhân 70 tuổi có bệnh lý mạch vành hay không là gì ạ? Vô nghĩa. Đương nhiên người ta có bệnh mạch vành, không cần phải đặt ra câu hỏi đó. Và lúc đó cái bước số 1 đó không cần thiết, mà quan trọng là gì? Là đánh giá xem bệnh mạch vành này có lan tỏa hay không, nó có ảnh hưởng đến thiếu máu cơ tim hay không, vùng thiếu máu cơ tim là bao nhiêu. Chứ chúng ta không đặt ra câu hỏi gì có không có bệnh mạch vành. Ngược lại những bệnh nhân trẻ hơn 30, 20 tuổi, lúc đó chúng ta mới đặt ra câu hỏi gì có không có bệnh mạch vành, đau ngực này có liên quan gì đến mạch vành hay không. Và trên cơ sở chúng ta đánh giá được có bệnh lý mạch vành rồi thì bắt đầu chúng ta mới xác định chiến lược điều trị. Vậy thì cách làm như thế nào? Việc đầu tiên phải xem đây là đau ngực điển hình hay không điển hình. Thì dựa trên cái gì ạ? Đây là các cái tính chất khởi phát ra sao, vị trí đau thế nào, mức độ hướng lan. Thì bao giờ nó cũng có 3 tiêu chuẩn chính. Và khi nào có đầy đủ các 3 tiêu chuẩn thì lúc đó chúng ta mới nói đó là gì ạ? Mới nói đó là đau thắt ngực kiểu mạch vành. Còn nếu mà chúng ta chỉ có 1 hoặc là 2 tiêu chuẩn thì lúc đó chúng ta coi đó là đau ngực không điển hình hoặc là không do tim. Việc thứ hai quan trọng là gì ạ? Là khi chúng ta xem xét cái triệu chứng đau ngực này bao giờ cũng phải loại trừ đây là hội chứng vành cấp hay không, liên quan đến chuyện là gì, có xuất hiện khi nghỉ hay không. Nếu xuất hiện khi nghỉ thì đây là đau ngực không ổn định và lúc đó chúng ta phải làm cho một cái phác đồ khác. Còn nếu nó ổn định nó sẽ theo một kiểu khác. Thứ ba là gì ạ? Là chúng ta phải trả lời câu hỏi đây là do tim hay là ngoài tim, với các nguyên nhân chính ở tim mạch và các nguyên nhân ngoài tim mạch. Mà cái mà chúng ta thường gặp nhất chính là gì ạ? Là bệnh cảnh trào ngược dạ dày thực quản của chúng ta. Thì đấy là những cái câu hỏi để trả lời đúng câu hỏi đau ngực này có gợi ý đau ngực liên quan đến mạch vành hay không. Sau đó chúng ta làm cái gì ạ? Là chúng ta bắt đầu sử dụng các cái test để đánh giá, để xem là cái mức độ thiếu máu cơ tim này là như thế nào và nó thực sự là liên quan đau ngực của chúng ta hay không. Các bạn nhìn cái phác đồ, đây là cái cách tiếp cận của châu Âu mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta rất nên làm. Tất cả bệnh nhân đau ngực cấp bao giờ cũng phải loại trừ đau ngực không ổn định, hội chứng vành cấp. Thứ hai, bắt đầu kiểm tra như thế nào. Và cái việc mà quan trọng nhất là chúng ta dự báo khả năng mắc bệnh mạch vành. Ví dụ, một bệnh nhân đến với chúng ta 25 tuổi, xác suất mạch vành mà dưới 15%, thì lập tức chúng ta không đi thăm dò các liệu pháp liên quan mạch vành nữa, mà đi khám các bệnh lý khác. Ngược lại, nếu mà một bệnh nhân đến với chúng ta là 75 tuổi, thì cái xác suất bệnh mạch vành là sao ạ? Là trên 85%, thì chúng ta không đặt ra vấn đề gì ạ? Có hay không có bệnh mạch vành nữa, mà chúng ta bắt đầu thăm dò xem thiếu máu cơ tim nhiều hay ít. Chỉ có cái nhóm ở giữa, lúc đó chúng ta mới cần phải trả lời câu hỏi có hay không có bệnh mạch vành. Thế lúc đấy chúng ta làm cái gì ạ? Chúng ta dự báo khả năng mắc bệnh mạch vành dựa trên tính chất của đau ngực, dựa trên tuổi, giới và dựa trên đặc điểm yếu tố nguy cơ. Ví dụ, nếu bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ thì cái xác suất nó tăng lên. Chẳng hạn, một bệnh nhân có tăng huyết áp, có dấu loạn mỡ máu, hút thuốc lá nhiều mà 35 tuổi thì xác suất mạch vành đã là 35%. Ngược lại, nếu ông này không hút thuốc lá, không có tăng huyết áp, không có tiền sử đái tháo đường từ trước chẳng hạn và đau ngực mà không điển hình thì xác suất mạch vành là bao nhiêu? Có 3% thôi. Thế thành ra là chúng ta dựa vào tuổi, vào giới, vào các yếu tố nguy cơ khác nhau để chúng ta dựa
tính ước lượng xem cái xác suất bị mạch vành là bao nhiêu, và trên cơ sở đó chúng ta mới đưa lên cái bảng là gì, đi tìm các nguyên nhân khác nếu xác suất mạch vành dưới 15%, khẳng định chắc chắn là có mạch vành rồi và đi đánh giá luôn các tổn thương mạch vành chứ không cần phải làm cái test thăm dò nữa, hoặc là cái nhóm ở giữa thì cái xác suất mạch vành từ 15 đến 85%, đó chính là cái nhóm gì, tuổi trung niên. Nếu chúng ta nhìn ở đây, đấy chính là cái nhóm tuổi trung niên, nam nữ tuổi trung niên, đau ngực điển hình như không điển hình, thì lúc đó mới là cái nhóm test để chúng ta khẳng định đây có phải là có mạch bệnh lý mạch vành đáng kể hay không. Còn nếu tuổi trẻ, alo đi tìm nguyên nhân khác. Nếu tuổi già, chắc chắn có bệnh lý mạch vành, chẳng cần gì phải làm những test ở giữa cả, mà chỉ đánh giá tổn thương nhiều ít. Thì đấy là cái quan điểm rất là rõ. Chính vì vậy cho nên là nếu bây giờ chúng ta có một bệnh nhân 20 tuổi mà chúng ta gửi đi chụp multi slice CT mạch vành thì sao ạ? Là chúng ta làm sai. Tại vì cái xác suất mạch vành nó không lớn đến mức chúng ta phải làm. Ngược lại, nếu chúng ta cho bệnh nhân 70 tuổi mà làm ngứa va kháng sức thì sao ạ? Chúng ta vẫn cũng sai tiếp. Bởi vì cái người đó có bệnh lý mạch vành rồi, chúng ta không cần phải làm ngứa va kháng sức để tìm là có hay không có bệnh mạch vành nữa, mà đây là chúng ta đánh giá xem vùng thiếu máu cơ tim là bao nhiêu. Thế thì đấy là cái ứng dụng để mà cái câu chuyện dựa vào cái phần trăm xác suất. Cái lựa chọn các biện pháp thăm dò là như thế nào? Thì chúng ta bắt đầu ước lượng cái yếu tố nguy cơ, và nếu cái nguy cơ mà thấp dưới 65% thì người ta ưu tiên các biện pháp liên quan đến gắng sức. Ví dụ như là chạy cái thảm chạy làm đi tâm đồ gắng sức, hoặc là siêu âm gắng sức. Còn nếu mà cái xác suất mạch vành mà trên 65% thì người ta ưu tiên các biện pháp chẩn đoán liên quan đến hình ảnh. Ví dụ như là chụp multi slice CT hoặc là angio. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi chúng ta cho một bệnh nhân gắng sức có một nguy cơ phần trăm nhất định là sao ạ? Bị nhồi máu cơ tim. Bạn hiểu không ạ? Thành ra là nếu cái xác suất mạch vành nó cao thì chúng ta không nên cho gắng sức, mà chúng ta nên làm gì? Hình ảnh luôn. Còn nếu xác suất mạch vành mà nó thấp thì chúng ta hạn nên làm gắng sức. Thì đấy là cái zig zag mà nếu chúng ta đọc cái bảng này thì chúng ta sẽ hiểu ra câu chuyện đấy. Thành ra là ở phòng khám, nếu như một bệnh nhân nữ 55 tuổi vào viện chẳng hạn, tức là mới mãn kinh một vài năm, thì thực ra phụ nữ trong chưa mãn kinh thì nó được bảo vệ bằng estrogen, thành ra là phải sau 5 đến 10 năm thì bắt đầu cái nguy cơ sơ vữa nó mới tăng lên. Thì cái nhóm đấy là cái nhóm chúng tôi ưu tiên làm gì? Ngứa gắng sức. Ngược lại, nếu bệnh nhân nam giới 55 tuổi chúng tôi không làm ngứa gắng sức nữa đâu. Bởi vì cái nguy cơ làm sao ạ? Nguy cơ biến cố nó sẽ cao, và lúc đó có thể là chụp multi slice CT hoặc đánh giá bằng các biện pháp xạ hình khác. Đấy, thì đấy là cái cách để chúng ta làm. Còn nếu bệnh nhân trẻ 35-40 tuổi, nguy cơ xác suất mạch vành nó thấp thôi, đau ngực nó không được rõ ràng lắm, thì lúc đấy chúng tôi sẽ cho làm ngứa gắng kháng sức, ví dụ để tâm đồ kháng sức. Tất nhiên tất cả các biện pháp đó đều được chỉ định khi làm sao ạ? Khẳng định đây không phải hội chứng mạch cấp, tức là protocol chúng ta men tim là hoàn toàn bình thường. Thế thì tại sao lại có những cái câu chuyện như thế này? Bởi vì thực ra ở đây chúng ta đang bàn đến ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất, mạch vành có sơ vữa hay không? Tất cả chúng ta mạch ngồi đây là gì? Là mạch vành đều có sơ vữa. Vấn đề số 2, mạch vành chúng ta có bị hẹp hay không? Tất cả ngồi đây đều bị hẹp từ 20-40%. Nhưng cái hẹp đấy nó không đáng kể và nó không gây ra thiếu máu cơ tim. Vì thế nó chẳng làm sao cả, chúng ta vẫn đang ngồi bình thường. Chúng ta chẳng cần phải làm gì cả. Chúng ta chỉ cần gọi là thay đổi lối sống để duy trì một sức khỏe lành mạnh của tim mạch thôi. Còn những cái bệnh nhân khác thì lúc đó người ta sẽ có gì? Sơ vữa, người ta có hẹp theo tuổi và người ta bắt đầu có thiếu máu. Và ở đây bắt đầu có hai khái niệm. Một khái niệm là đánh giá cái mạch vành bị hẹp bao nhiêu, và một khái niệm khác là đánh giá cái vùng tưới máu cơ tim là nhiều hay ít. Bạn hiểu không ạ? Cái triệu chứng bệnh nhân đau ngực hoặc là giảm gắng sức chỉ là triệu chứng gợi ý đây là bệnh lý mạch vành. Chúng ta phải chứng minh được là cái triệu chứng này nó tương xứng với cả vùng thiếu máu cơ tim. Sau đó chúng ta lại móc xích một cái nữa là cái vùng thiếu máu cơ tim này là liên quan đến cái hẹp cái mạch vành. Thì lúc đó cái việc giải quyết mạch vành nó mới giải quyết triệt để được tất cả mọi thứ. Còn có thể nó không có liên quan. Ví dụ tôi suy tim. Hẹp của tôi, cái hẹp mạch vành không nhiều lắm, nhưng mà tôi vẫn có thiếu máu cơ tim. Bởi vì cái tưới máu cơ tim là bằng gì? Bằng áp lực cuối tâm trương trừ đi áp lực, cái huyết áp tâm trương trừ đi áp lực cuối tâm trương tất trái. Tức là nếu bệnh nhân suy tim nhiều, áp lực cuối tâm trương tất trái nó tăng lên, tưới máu cơ tim giảm đi. Như vậy vẫn có thể có các ổ thiếu máu cơ tim, nhưng mà mạch vành tôi không bị hẹp. Thành ra là bạn điều trị mạch vành của bạn chụp lên, nó không giải quyết được câu chuyện thiếu máu. Mà chúng ta phải chữa suy tim, lúc đấy nó mới hết được cái gánh nặng về thiếu máu. Tương tự như vậy, chúng tôi có thể bị bệnh là co thắt và rối loạn vi tuần hoàn. Nó dẫn đến là gì ạ? Dẫn đến thiếu máu cơ tim. Nhưng mạch vành nó không bị hẹp. Và lúc đó chúng ta phải dùng các cái thuốc để làm giảm co thắt hoặc là tăng cường vi tuần hoàn. Thế thành ra là chúng ta cần hiểu rõ là ở đây là gồm có mấy quá trình.
là sơ hứa, là cái chắc chắn tiến triển theo thời gian, ai cũng bị, và cứ một tăng thêm một tuổi thêm 1% sơ hứa. Thứ hai, cái sơ hứa đấy nó gây ra hẹp hay không, và thứ ba, cái hẹp đấy nó có gây ra thiếu máu hay không. Và tất cả cái test mà chúng ta đang đánh giá là để chỉ ra được cái vùng thiếu máu cơ tim là nhiều ít và cái tổn thương mạch vành là nhiều hay ít. Đấy, thì đấy là những cái chi tiết tích xác để chúng ta xem. Thế thì đánh giá thiếu máu cơ tim hoặc là sống còn cơ tim thì có rất nhiều cách, ví dụ bằng siêu âm gắng sức, bằng cộng hưởng từ, hay là bằng xạ hình thiếu máu cơ tim. Và lúc gì ạ? So sánh lúc nghỉ và lúc gắng sức để chúng ta xem các cái vùng thiếu máu cơ tim như thế nào rồi chúng ta quyết định. Thì đấy là một giải pháp. Và trên cơ sở đó thì chúng ta bắt đầu xem là cái việc chúng ta áp dụng các cái nghiệm pháp để phát hiện thiếu máu cơ tim đó nó có chỉ ra cho chúng ta biết là có bệnh lý mạch vành hay không, và nó tạo thành cái độ nhạy và độ đặc hiệu của bệnh lý mạch vành. Thế thành ra là các bạn sẽ thấy ngay là với mỗi biện pháp khác nhau thì nó có độ nhạy và độ đặc hiệu khác nhau, bởi vì cái này nó liên quan đến gắng sức, nó liên quan đến khả năng tái cấu trúc và tái thích nghi cơ tim. Thành ra là ví dụ như một người mà chạy thể dục thể thao đều, liều pháp gắng sức nói chung là âm tính, bạn không thấy dương tính mấy đâu, trừ phi là cái tổn thương mạch vành cực kỳ nặng nề. Còn nếu mà bạn chẳng thể dục thể thao bao giờ thì nhiều khi bạn chỉ chạy gắng sức một lúc thôi, bạn đã thấy điện tâm đồ nó có biến đổi rồi. Hoặc là hôm nay bạn chạy, bạn thấy 100, bạn chạy được 5 phút thì bạn có biến đổi điện tâm đồ. Ngày hôm sau chính bệnh nhân đấy chưa làm gì cả phải là 5 phút rưỡi. Ngày hôm sau nữa phải là 6 phút thì quá trình thích nghi với cả gắng sức. Thế thành ra là các cái test này nó đều có cái độ nhạy của độ hiệu nhất định, chứ nó không hoàn toàn chính xác 100% và nó không hoàn toàn lặp đi lặp lại giống như ta nghĩ. Thế thì để làm được chuyện đó thì tại sao người ta phải làm chuyện đó? Bởi vì thông qua các cái test này chúng ta có thể biết được cái phần trăm diện tích thiếu máu cơ tim là bao nhiêu và nguy cơ biến cố nó tăng lên theo diện tích thiếu máu cơ tim. Ví dụ nếu mà trên xạ hình thiếu máu cơ tim mà có một vùng thiếu máu trên 10% thì như vậy cái biến cố mạch vành nó sẽ tăng lên theo thời gian, còn nếu dưới nó ít hơn. Tương tự như vậy, nếu chúng ta chụp cộng hưởng từ, chúng ta làm siêu âm gắng sức, chúng ta thấy phát hiện các cái vùng thiếu máu cơ tim như thế này thì lúc đó chúng ta sẽ biết được nguy cơ xảy ra biến cố là bao nhiêu. Tuy nhiên ý, đối với cả câu chuyện mạch vành thì như chúng ta thường thấy các cái biến cố đó có thể liên quan đột tử, có thể liên quan đến suy tim, có thể liên quan đến nhồi máu, nhưng các biến cố liên quan đến nhồi máu thì lại không những phụ thuộc vào vùng thiếu máu cơ tim mà nó còn phụ thuộc vào gánh nặng của mảng sơ vữa nữa. Chính vì vậy cho nên là người ta có thể gì ạ? Người ta có thể chụp mạch vành và người ta tính ra được cái gánh nặng của mảng sơ vữa và từ đó người ta ước tính ra xem nguy cơ biến cố thế nào. Ví dụ đây là một cái bảng công thức. Chẳng hạn chúng ta chụp lên một cái mạch vành bị hẹp bao nhiêu phần trăm thì chúng ta sẽ áng chừng được gì? Cái nguy cơ sống còn sau thời gian là bao nhiêu và nó bị tắc bao nhiêu. Và nếu chúng ta bị tổn thương nhiều thân mạch vành thì có nghĩa là gì ạ? Là cái gánh nặng của mảng sơ vữa này nó sẽ nhiều lên và sẽ dẫn đến là gì ạ? Là tỷ lệ biến cố nó sẽ cao lên. Thế thì ở đây nó có hai khái niệm rất là quan trọng. Khái niệm thứ nhất là tổn thương nhiều thân mạch vành. Thế nào được gọi là tổn thương nhiều thân mạch vành mà? Bởi vì một cái mạch vành như chúng ta đang bị hẹp này thì bây giờ chụp lên cả ba cái mạch vành bị sơ vữa 30-40% thì có gọi là tổn thương nhiều thân mạch vành hay không? Thì lúc đó chúng ta có nguyên ngưỡng là gì ạ? Là trên 75%. Nếu mà trên đó thì chúng ta coi là hẹp đáng kể mạch vành, lúc đó nó mới thực sự thay đổi vấn đề, nó mới thay đổi cái tiên lượng của người bệnh. Thứ hai là nó có liên quan đến vùng thiếu máu cơ tim hay không? Bởi vì có rất nhiều bệnh nhân mặc dù có hẹp mạch vành thật đấy nhưng nhờ quá trình thích nghi lại có tuần hoàn bằng hệ, cho nên cái vùng cơ tim nó không bị thiếu máu. Có tổn thương mạch vành ở thôi nhưng không có thiếu máu cơ tim, vậy tiên lượng của nó khác hẳn với một bệnh nhân là gì ạ? Có tổn thương mạch vành nhưng có vùng thiếu máu cơ tim. Vậy thì ở đây nó có hai cái chi tiết nó hơi khác nhau và mỗi một cái thăm dò của chúng ta nó lại ra một thứ. Chụp mạch vành chỉ ra được tổn thương mạch vành nhiều hay không nhưng không cho chúng ta biết được là gì ạ? Diện thiếu máu cơ tim là nhiều ấy. Chúng ta chỉ có thể áng chừng thôi, và nếu cái vị trí tổn thương nó quá phức tạp hoặc là quá nặng nề thì chúng ta biết được là cái vùng thiếu máu cơ tim của nó nhiều nhưng không chắc chắn. Và đấy là lý do vì sao khi mà làm thăm dò hoặc là đánh giá cho một bệnh nhân mạch vành ổn định cụ thể, chúng ta vẫn cần phải hai thông số. Thông số là tổn thương mạch vành thế nào và thứ hai là thiếu máu cơ tim ra sao. Làm thế nào đấy để bạn trả lời được chúng tôi hai câu đó thì là được. Thì tí nữa chúng ta có thể bắt đầu đi vào phân tích một vài case cụ thể, chúng ta hiểu là chúng ta sẽ làm thế nào. Thế thì chính vì thế nên gần đây bây giờ người ta mới tìm cách là người ta phối hợp cái câu chuyện là cả cái hình ảnh cũng như là tổn thương bị hẹp bao nhiêu với cả cái vùng thiếu máu cơ tim nhiều thế nào vào một biện pháp được gọi là chụp gì ạ? Người ta đánh giá luôn bằng chụp cắt lớp 2546 dãy đấy ạ, của mạch vành, hoặc là 320 dãy hoặc là 640 dãy, và sau đó người ta tính luôn cái cung lượng dòng chảy con đó để người ta đánh giá luôn là có thiếu máu cơ tim hay không, được gọi là tính cung lượng tim FFA trên tim CT. Và
trong một cái lần chụp như vậy chúng ta xác định được luôn là mạch vành này bị hẹp thế nào, hẹp đáng kể hay không, và nó có gây ra thiếu máu cơ tim ở phía xa hay không, để nó cung cấp một cái thông tin đầy đủ cho các bác sĩ. Thì đấy là cái cách tiếp cận mới. Và chính vì thế nên gần đây các bạn nhìn thấy một cái xu hướng là gì ạ? Là người ta có xu hướng là chụp multi slide CT nhiều hơn. Đấy, gọi là đọc báo chúng ta thấy chữ là CTA đấy, tức là chụp CT mạch máu của mạch vành nhiều hơn, để mà trả lời cùng một lúc cả hai cái câu hỏi cho chúng ta biết về mặt hình thái cũng như thiếu máu cơ tim thế nào. Thế thì đối với cả cái câu chuyện bệnh mạch vành ổn định thì nó có một cái bảng rất là quan trọng để cho chúng ta biết là cái động tác chỉ định của chúng ta là làm là đúng hay là sai dựa trên xác suất. Ví dụ như sau, một bệnh nhân đến với chúng ta, nếu cái nguy cơ bệnh mạch vành mà thấp thì tất cả các câu chuyện làm những cái câu chuyện là gì ạ, nguy cơ mà dưới 15% thì cái việc làm tất cả các thăm dò mạch vành là không nên làm, không ra cái gì cả, ra kết quả không giúp ích cho vấn đề điều trị. Vậy tóm lại, nếu một bệnh nhân đến với chúng ta dựa vào tuổi, giới, đau ngực, yếu tố nguy cơ mà nguy cơ xác suất mạch vành mà thấp dưới 15%, alo đi khám chuyên khoa khác. Nếu xác suất bệnh mạch vành của chúng ta từ 15 đến 85% thì chúng ta bắt đầu ưu tiên các cái xét nghiệm mà đánh giá về mặt chức năng, ví dụ như là siêu âm gắng sức, rồi xạ hình thiếu máu cơ tim, rồi điện tâm đồ gắng sức để xem là đây có phải là liên quan đến thiếu máu cơ tim hay không, và thiếu máu cơ tim này nhiều thế nào. Còn ngay cả cái việc chúng ta chụp mạch vành cho bệnh nhân vào chụp mạch vành cũng không phải là đúng đâu, và thậm chí có thể làm gia tăng nguy cơ. Chỉ định đây chỉ là lớp 2B, có nghĩa là có thể có hại cho người bệnh. Ngược lại, nếu cái nguy cơ bệnh mạch vành mà cao trên 85% thì cái việc chúng ta máy móc cho làm gì ạ, liệu pháp căng sức là vô nghĩa, là vô nghĩa, và thậm chí cái này còn chống chỉ định, bạn thấy không ạ? Và thậm chí người ta còn coi chuyện chụp multi slide là gì, là vô ích. Bởi vì sao? Chúng ta cần một cái thông tin rõ ràng đầy đủ hơn ở việc chụp mạch vành để chúng ta xem có thể can thiệp tái thiếu máu hay không cho người bệnh. Tất nhiên cái khuyến cáo năm nay có thể thay đổi cái chi tiết ở CT Yangzhou, bởi vì bây giờ người ta kết hợp cái đo FFA trên CT thì cho phép chúng ta nhiều thông tin hơn. Nhưng trước đây cái quan điểm của năm 2014 thì thậm chí những cái bệnh nhân mà nguy cơ bệnh mạch vành mà cao rồi, người ta không chụp multi slide CT nữa mà chụp mạch vành qua da luôn. Thành ra các bạn sẽ thấy thỉnh thoảng chúng tôi nói các bạn ấy, một bệnh nhân vào 80 tuổi, tôi không hiểu bạn chụp multi slide CT để làm gì. Tại đương nhiên xác suất mạch vành của những bệnh nhân này trên 85% thì chụp nên là sai. Thì nếu bạn nghĩ đến cái mạch vành có ép giảm vân vân thì bạn chụp mạch vành qua da luôn, chứ việc gì phải chụp multi slide CT. Thì cái lỗi này là cái lỗi mà chúng tôi rất hay gặp. Còn tất nhiên là các bạn sẽ bảo là cái này thì bọn em làm là vì bảo hiểm ABCDF, thì lúc đấy là chúng ta lại phải có một cái câu chuyện bàn về mặt chuyên môn với bảo hiểm, chứ chúng ta không thể chỉ định như thế được vì nó sai vấn đề chuyên môn. Rõ ràng chụp multi slide CT nó không cung cấp cho chúng ta thêm thông tin, chắc chắn cái này có mạch vành. Thứ hai, nó làm tăng nguy cơ suy thận. Thứ ba, nó sẽ đánh giá không đúng các cái tổn thương vì độ vô hóa nhiều, thành ra chuyện chụp đấy là vô nghĩa. Đấy ạ, cái đấy là những cái thứ mà trên cái bảng như thế này chúng ta sẽ thấy là trong thực hành hàng ngày chúng ta bị mắc rất nhiều, chứ không phải không. Chúng ta cứ nghĩ là cái này là làm là đúng, thực ra là không đúng. Thì vậy thì chúng ta hãy lựa chọn các biện pháp chẩn đoán và thăm dò đúng cho những cái bệnh nhân mạch vành mà ổn định, nó có bảng của nó chứ không phải không. Đây là một cái bảng khác, cái bảng vừa rồi là quan điểm của châu Âu, còn cái bảng này là quan điểm của Mỹ. Ví dụ như là gì ạ? Là nếu như những bệnh nhân quay ép giảm, rồi chất lượng cuộc sống giảm, có triệu chứng rõ thì chúng ta có thể xem xét cái đánh giá thăm dò của chụp mạch vành. Còn nếu như mà ép mà trên 50%, triệu chứng không rõ ràng, không có thiếu máu thì ta không chụp mạch vành. Đấy thì đây là có những thứ mà nhiều khi chúng ta cứ thấy bệnh nhân đau ngực rồi có yếu tố nguy cơ, chúng ta đem nó chỉ chụp mạch vành, chúng ta tôi nghĩ đây là không đúng. Chúng ta buộc phải có một cái thăm dò nào đấy, ví dụ như là liệu pháp kháng sức, hoặc là thậm chí lúc đây chúng ta có thể chụp multi slide CT nghe còn hợp lý. Nếu như bạn bảo rằng là em nghi ngờ cái này là đau ngực rất điển hình, xác suất này là cao, các yếu tố nguy cơ nó rất là rõ, em không muốn làm cái kháng sức thì ok, đấy là cái quyền lựa chọn của bạn. Nhưng còn nếu mà những cái đó bạn không thăm dò gì cả mà bạn đem ra chụp mạch vành ngay thì tôi nghĩ là cũng không hợp lý lắm, nếu như những bệnh nhân mà ở mức độ nguy cơ trung bình ép lại trên 50%. Thế thì cái thứ hai nữa là gì ạ? Các cái biện pháp thăm dò hình ảnh trong mạch vành thì mỗi biện pháp nó sẽ có một cái độ mịn khác nhau và để đánh giá khác nhau. Ví dụ ở đây là chụp multi slide CT, chúng ta nhìn thấy bên ngoài thôi, còn thực ra trong lòng của mạch vành và đánh giá các nhu mô, chúng ta thấy độ phân giải nó thấp mà. Chính vì vậy đây là hình ảnh mà bạn nhìn thấy, cái mà chúng ta thu được hình ảnh nhìn qua multi slide CT.
Nếu chúng ta chụp angio rõ hơn một chút nhưng vẫn còn mờ, nếu chúng ta làm IVUS, nếu chúng ta làm OCT, độ phân giải nó càng rõ hơn, nó càng mịn hơn và chúng ta càng nhìn rõ tổn thương hơn. Và đó là lý do vì sao rất nhiều trường hợp khi chúng ta chụp mạch vành lên, chúng ta không biết rõ đây là cái gì, đây có phải động mạch chủ phạm hay không, chỗ này có mảng sơ vữa bị nứt vỡ hay không, và chúng ta bắt đầu phải làm các cái thăm dò khác trong lòng mạch vành. Thì đấy là cái câu chuyện mình làm là như vậy. Thì đấy là các cái lựa chọn các biện pháp khác nhau để quyết định xem một bệnh nhân của chúng ta có hay không có tổn thương mạch vành, đánh giá về mặt chức năng, và vấn đề mặt thứ hai là vấn đề hình ảnh. Sau khi làm tất cả những cái đó rồi thì để làm gì? À, thì để một cái bước đơn giản là để đánh giá xem nguy cơ xuất hiện các biến cố này là nhiều hay ít. Nếu nhiều thì chúng ta cần phải tái thông mạch vành, còn nếu ít thì chúng ta điều trị nội khoa. Thì đấy là cái bước là như vậy. Và chính vì vậy, nếu bệnh nhân của chúng ta xác suất mạch vành mà trên 85% thì lúc đó chúng ta đánh giá luôn xem là mạch vành này nhiều ít thế nào để quyết định thái độ xử trí luôn. Đây đấy ạ. Nếu nguy cơ biến cố thấp dưới 1% một năm, điều trị nội khoa. Biến cố vừa, điều trị từ 1 đến 3% một năm thì điều trị thử. Còn nếu biến cố trên 3% một năm thì lúc đó chúng ta phải tìm cách để tái thông mạch vành. Tái thông mạch vành để hy vọng rằng nó sẽ cải thiện được các biến cố này, cải thiện được cái thiếu máu cơ tim, và nhờ vậy chúng ta tăng được cái biến làm giảm được cái nguy cơ xảy ra biến cố và kéo dài tuổi thọ của người bệnh. Thì đấy là cái câu chuyện liên quan đến điều trị bệnh người cảnh ổn định. Thế thì đấy là chúng ta sang một phần thứ hai, là cái phần của chúng ta tập trung vào cái chuyện là mục tiêu điều trị là như thế nào. Thì nó có hai cái mảng quan trọng. Một cái mảng là ngăn ngừa tử vong và nhồi máu cơ tim. Mảng thứ hai là điều trị triệu chứng. Cái mảng mà ngăn ngừa tử vong, ngăn ngừa nhồi máu cơ tim và kéo dài cái lượng và tuổi thọ là một cái điều trị được gọi là bắt buộc. Nếu chúng ta điều trị một bệnh nhân mà chúng ta không cho những cái thuốc hoặc là những cái biện pháp điều trị như thế này thì là chúng ta sai. Còn ngược lại, đối với câu chuyện làm giảm thiếu máu cục bộ và làm giảm triệu chứng thì tùy chúng ta muốn lựa chọn thế nào cũng được, tùy đáp ứng của người bệnh, xem trong triệu chứng tác dụng phụ ra sao là lựa chọn. Thế vậy thì gồm có những cái gì ạ? Trước đây thì người ta thấy là để cải thiện vấn đề lượng bao gồm có thay đổi lối sống, bao gồm có statin, ức chế men chuyển nước trên thụ thể và aspirin. Năm 2019, aspirin vai trò bị giảm đi, không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày xưa cứ chúng ta phết là gì ạ? Là bệnh lý mạch vành là phải cho gì ạ? Thay đổi lối sống, statin, aspirin. Bây giờ chúng ta cho aspirin, chúng ta phải cảnh giác có thể không đem lại lợi cho người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân chúng ta có nhiều lết dạ dày tá tràng, nó sẽ làm gia tăng triệu chứng mà không biết lý giải vì cái gì cả. Cắt aspirin thì nó lại hết. Cái mảng thứ hai là mảng giảm triệu chứng, thì tùy theo chúng ta lựa chọn. Lựa chọn là gì ạ? Các nitrat tác dụng nhanh, rồi chạy beta do cảm, chạy kênh canxi, rồi thêm vào các cái dòng thuốc gọi là dòng thuốc thứ hai đấy, bao gồm ivabradin, nitrat tác dụng kéo dài, nicoranidin, ranolazin hoặc ketamizin vân vân ở giữa. Và cái tái thông mạch vành là cái nằm ở trung gian, có thể giúp cho vấn đề cải thiện, có thể giúp cho vấn đề chữa triệu chứng. Thì đấy là những cái thứ mà một cái phác đồ mà chúng ta tiếp cận của bệnh nhân đồng cực ổn định như vậy. Tóm lại, của bệnh nhân đến, chúng ta làm các xét nghiệm để khẳng định thiếu máu cơ tim có nhiều hay không. Nếu thiếu máu cơ tim nhiều, đáng kể, tức là cái này là một cái bệnh mạch vành ổn định, thì lúc đó chúng ta bắt đầu xem xét, áp dụng các biện pháp liên quan điều trị cải thiện thể lượng, và bên cạnh đó là dùng các biện pháp khác để cải thiện triệu chứng. Đây là cái lược đồ khác để cho chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ để điều trị các bệnh tim thiếu máu cục bộ như thế nào. Và tùy theo từng cơ chế khác nhau, chúng ta sẽ lựa chọn các biện pháp tương ứng như vậy. Ví dụ với bệnh liên quan đến hẹp mạch vành chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ? Là tái thông mạch vành bằng phẫu thuật, bằng mổ bắc cầu nối, bằng các cái biện pháp và gen hoặc là tế bào gốc. Còn nếu liên quan đến chuyển hóa, chúng ta sẽ sử dụng các thuốc đánh ở mức chuyển hóa khác nhau. Thì đây là cái lược đồ chung để là như vậy. Thế thì chúng ta đi vào cái món đầu tiên là tái thông mạch vành, thì là có hai mục tiêu cơ bản là cải thiện triệu chứng hoặc là cải thiện tiên lượng. Và về mặt kỹ thuật thì gồm có rất là nhiều cách khác nhau, có thể là phẫu thuật, có thể là gì ạ, có thể là can thiệp hoặc là kết hợp cả hai. Và đây được gọi là cái bậc thang tái thông mạch vành tùy theo mức độ tổn thương. Ví dụ nếu chúng ta không có bệnh vành, đương nhiên chúng ta chẳng quan tâm đấy là gì cả. Nếu mà cái bệnh mạch vành mà hẹp không đáng kể, trên multi slide CT, trên đo FFA mà trên 0.8, hoặc là chúng ta chụp mạch vành lên, chúng ta đo FFA, chúng ta thấy cái phân suất dự trữ mạch vành mà trên 0.8, tức là hẹp không đáng kể, thì lúc đó chúng ta làm gì ạ? Chúng ta theo dõi tiến triển, chúng ta áp dụng các biện pháp điều trị dự phòng, chúng ta tập trung vào điều trị statin để làm giảm gánh nặng của mảng sơ vữa. Nếu chúng ta có tổn thương một thân, hai thân mạch vành, lúc đó chúng ta làm can thiệp. Nếu chúng ta có tổn thương nhiều thân mạch vành, lúc đó chúng ta làm gì ạ? Có thể phẫu thuật bắc cầu nối.
thì tùy theo cái cấp độ ở trên này, đi lên trên hay xuống dưới, mức độ bệnh lý càng nặng nề, càng phức tạp, càng lan tỏa thì ưu thế càng liên quan đến phẫu thuật. Tổn thương càng hư trú, ưu thế càng liên quan đến gì ạ? Can thiệp. Thì đấy là cái bậc thang tái thông mạch vành. Vì sao lại như vậy? Thì chúng ta thấy là có cái ngưỡng ở đây là ngưỡng 10%. Nếu diện tích máu cơ tim mà dưới 10%, điều trị nội khoa là tốt. Trong khi đó, nếu diện tích máu cơ tim là trên 10%, thì cái câu chuyện tái thông mạch vành nó sẽ giúp ích cho chúng ta cải thiện được cái tiên lượng người bệnh rất là nhiều. Và chính vì vậy, cho nên là nếu tổn thương thân trung mạch vành trái là chắc chắn cái vùng tiềm máu cơ tim là trên 10%, hoặc là tổn thương nhiều thân mạch vành, hoặc khi chức năng thất trái nó giảm, thì tức là tổn thương nhiều thân mạch vành, lúc đó chúng ta phải tái thông mạch vành. Thế thì tái thông mạch vành này thì đây là cái bảng khác để tùy theo cái chỉ định và các tổn thương khác nhau, dựa trên cái hình ảnh chụp, dựa trên cái mức độ tổn thương, chúng ta sẽ thấy nếu như mà hẹp thân trung, hẹp đoạn 1 động mạch thất trước, hẹp 2 hoặc 3 nhánh mạch vành, vùng thiếu máu cơ tim rộng, lúc đó cái biện pháp chúng ta sẽ cho phép cải thiện được tiên lượng. Ngược lại, nếu mà hẹp nằm trên 50% một nhánh nào đó, thì nhiều khi cái động tác chúng ta đặt stent nó chưa chắc đã cải thiện tiên lượng, mà nó chỉ giúp ích cho câu chuyện gì ạ? Cải thiện triệu chứng mà thôi. Thì đây là cái bảng để cho chúng ta lựa chọn. Thế thì đối với cả cái bệnh mạch vành ổn định thì cái việc lựa chọn can thiệp hay phẫu thuật phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Ví dụ như là và một trong những thứ đó là liên quan đến cái lựa chọn người bệnh. Tôi già rồi, tôi bị đái đường rồi, tôi không muốn mổ, tôi sợ mổ. Thế thì lúc đó chúng ta cân nhắc đến rất là nhiều yếu tố khác nhau. Tuổi bệnh nhân có già hay không, EF là như thế nào, chức năng hô hấp là làm sao, tổn thương bệnh mạch vành thế nào, để chúng ta lựa chọn. Và lúc đó tùy giữa cái lựa chọn của người bệnh, dựa theo cái khuyến cáo, các mức độ tổn thương lan tỏa hay là đái tháo đường vân vân, mà chúng ta lựa chọn giữa phẫu thuật hay là can thiệp. Và cái này nó đòi hỏi một cái gọi là cái hát tim để phối hợp với nhau, trong đó ưu tiên các biện pháp là can thiệp. Nếu như là bệnh nhân gì ạ, bệnh nhân tuổi cao, động mạch chủ nó vôi hóa nặng rồi, thì nó cặp vào đó mổ thì nguy cơ rất là lớn. Thế thì đấy là, hoặc là nếu bệnh nhân mà ép mà thấp, chức năng thông khí gọi là chức năng phổi vẫn ổn định, đái tháo đường, tổn thương nhiều thân lan tỏa mạch vành, chúng ta sẽ ưu tiên phẫu thuật. Thế là cái bảng cho chúng ta lựa chọn cái khác nhau. Và nếu mà chúng ta phân tích sâu hơn, chúng ta sẽ thấy cái ưu thế của phẫu thuật như thế nào, ưu thế của can thiệp như thế nào, và có một cái sự là chúng ta cần phải tính toán. Ví dụ những cái ưu thế của phẫu thuật so với cả can thiệp, qua 5 năm bắt đầu nó giảm đi, và sau 10 năm thì nó gần như là nó bằng gì ạ? Bằng can thiệp. Thế thành ra chúng ta ước tính một chút để chúng ta xem thực sự lợi ích đến đâu để mà làm. Nếu chúng ta phải phẫu thuật, có thể nó được lợi nếu như bệnh nhân tổn thương nhiều thân mạch vành, nhưng mà cái quá trình hồi sức nó có thể phức tạp và có thể làm tăng cái nguy cơ tai biến mạch não trong cái đoạn hậu phẫu. Đấy, thì đấy là cái điểm chúng ta cần phải lựa chọn. Ngược lại, nếu chúng ta làm can thiệp có thể đỡ được câu chuyện đó, nhưng nó sẽ làm tăng gì ạ? Tăng cái phần suy thận, rồi nó có thể làm tăng cái nhồi máu cơ tim liên quan đến can thiệp, bởi vì chúng ta thông một vài nhánh to nhưng chúng ta bị mất một vài nhánh nhỏ. Thì đấy là những thứ chúng ta cần phải tính toán, và đó là những cái mà chúng ta cần phải bàn luận kỹ càng giữa một bên là gì ạ? Phẫu thuật viên, một bên là nhà can thiệp, và một bên là lựa chọn người bệnh. Và ở mỗi một trung tâm thì khác nhau. Vì sao lại khác nhau? Bởi vì cái sống còn ở những bệnh nhân mổ khác nhau, thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề quyết định nó khác đi. Tuy nhiên, nó có mấy điểm rất là đáng chú ý. Từ xưa đến nay, nếu mà chúng ta phân tích kỹ là mặc dù stent ngày càng tốt lên, nhưng mà cái ưu thế liên quan đến tử vong thì thực ra là đại đa số là liên quan đến gì ạ? Là liên quan đến phẫu thuật. Đấy mới là cái ưu thế liên quan đến tử vong, làm tăng sống còn người bệnh. Chỉ có một vài thế hệ stent mới nhất gần đây thì bắt đầu mới có xu hướng có lợi với vấn đề tử vong. Thứ hai là gì ạ? Đây là cái hình ảnh của chúng ta nhìn thấy cái mà chúng ta đang làm gì đối với cả bệnh nhân khi chúng ta làm can thiệp, luồn ống thông vào, nong ra nong bằng bóng, đẩy cái mảng sơ vữa ra hai bên, đặt lên một cái ống thông, rồi sau đó gì ạ? Trên nền ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy sau khi cái stent này nó phủ qua đây rồi, nó sẽ tạo ra một lớp nội mạc mới và nó lại bắt đầu một loạt các biện pháp khác. Đây là một cái lược đồ cho chúng ta nhìn thấy cái gì nó đang diễn ra khi chúng ta thông mạch vành. Bản chất câu chuyện là chúng ta gì ạ? Đánh bùn sang ao, cái mảng sơ vữa nó vẫn còn ở đó. Thành ra là nếu như chúng ta chỉ làm can thiệp đơn thuần, chúng ta không điều trị nội khoa, chúng ta không làm giảm sơ vữa, chúng ta không điều trị chống đông, thì tất cả câu chuyện nó sẽ còn nguyên ở đó. Chúng ta sẽ phải làm tất cả mọi thứ khác. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đặt cái stent ở đây, nó chỉ là để khôi phục cái dòng chảy thôi. Sau đó rồi cái mảng sơ vữa nó vẫn còn ở nguyên và nó vẫn có thể tác động vào chúng ta. Thế thì nếu chúng ta xét riêng trên cái câu chuyện mạch vành ổn định, thì các cái nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng đến thời điểm hiện tại đều cho thấy là gì ạ? Là thực ra nó không hoàn toàn là cải thiện được tỷ lệ tử vong và sống còn. Đối với bệnh nhân mạch vành ổn định, can thiệp hay không can thiệp, sống còn vẫn thế.
Các bạn nhớ là như vậy nhé. Sống còn vẫn thế. Nó chỉ làm được một việc duy nhất là nó làm giảm được tỷ lệ nhồi máu cơ tim. Sống còn vẫn nguyên, tỷ lệ nhồi máu cơ tim có thể giảm theo thời gian. Thành ra là chúng ta phải rất là cảnh giác câu chuyện đấy. Đối với cả mạch vành cấp thì khác. Mạch vành cấp chúng ta phải can thiệp. Mạch vành ổn định thì điều trị nội khoa là quan trọng bậc nhất. Can thiệp chỉ làm được hai nhiệm vụ. Thứ nhất, cải thiện được triệu chứng, đỡ đau ngực được rất nhiều và thông qua rất nhiều các nghiên cứu ở đây. Thứ hai, làm giảm bớt phần nào nhồi máu cơ tim ở thì tương lai, chứ không phải ở thì hiện tại, ở thì tương lai. Thế thành ra là đối với bệnh mạch vành ổn định thì chúng ta vẫn phải lấy điều trị nội khoa làm trọng. Chúng ta phải đánh giá thật kỹ càng và để xem là can thiệp có lợi hay là phẫu thuật bắt cùng có lợi. Mặc dù tôi là dân làm can thiệp, suốt ngày tôi đặt stent mạch vành, nhưng lúc đó chúng ta phải căn chỉnh rất nhiều yếu tố rồi chúng ta mới quyết định, chứ không phải là chúng ta cứ làm như là chúng ta nghĩ đâu. Đó. Kể cả khi chúng ta đặt stent vào rồi thì điều gì xảy ra? Đây là chúng ta đặt stent đây, chúng ta ép dẹp cái mỡ lớp vỏ ở đây, nó sẽ hình thành một cái lớp nội mạc mới được gọi là nội mạc tân nội mạc, và chính cái lớp nội mạc này nó cũng dễ dàng nứt vỡ ra, và theo thời gian cái lớp nội mạc tân sinh nó nứt vỡ, nó sẽ làm tắc stent. Thành ra là cái câu chuyện đặt stent nó không phải là thay đổi hoàn toàn được cái tiến triển của màng xơ vữa, mà nó chỉ giải quyết phần nào cái chuyện trước mắt thôi. Và vì thế nếu như chúng ta muốn điều trị bệnh mạch vành ổn định, chúng ta phải làm thế nào thoái triển được màng xơ vữa. Không làm được chuyện này, mọi việc chúng ta làm là vô nghĩa. Stent không làm cải thiện tử vong, nhớ là như vậy. Nó chỉ mua được một chút ít thời gian, hạn chế được một cái số lượng nhồi máu cơ tim nhất định ở thì tương lai mà thôi. Bây giờ cái thể stent mới nó tốt hơn một chút, ưu thế rõ ràng hơn một chút, nhưng nó chưa làm thay đổi hoàn toàn quan điểm và thái độ điều trị của chúng ta. Vậy chúng ta cần làm gì? Chúng ta cần thoái triển màng xơ vữa. Làm thế nào? Làm thế nào thì làm, phải sử dụng các statin mạnh để làm hạ trên 50% LC cholesterol. Vì sao lại như vậy? Vì lúc đó màng xơ vữa mới thoái triển. Mà khi màng xơ vữa nó thoái triển, nó mới làm giảm nguy cơ nứt vỡ. Vậy làm gì thì làm? Trong đơn thuốc bệnh lý mạch vành, bạn không dùng statin liều cao, không dùng statin mạnh, không đạt được cái đích 1.8, 1.3 mol trên lít, không đạt được cái đích giảm trên 50% so với ban đầu là bạn sai. Bạn sai. Chứ không phải là tôi cứ thích simvastatin thì tôi cho, không phải như vậy. Bạn cần phải đạt được cái đích về aldosterone, vì đấy là cái thứ duy nhất giúp cho bệnh lý mạch vành thực sự phát triển. Đây là các hiệu quả nếu chúng ta hạ LC một cách tích cực, hạ tử vong, hạ bệnh lý mạch vành, hạ biến cố tim mạch chính, tai biến mạch não ít hơn, nhưng mà đấy là những thứ cần làm. Và kể cả hạ rất thấp vẫn còn có lợi. Những nghiên cứu mới như là thử nghiệm Fourier cho thấy là nếu chúng ta hạ mức cholesterol xuống dưới cái mức là 0.5 mmol trên lít, tức là tương đương với thời kỳ gì ạ? Chúng ta đang ở trong bào thai ấy, nó vẫn hạ được tỷ lệ biến cố. Thế thành ra là vui lòng là gì? Hạ càng thấp càng tốt. Và chúng ta nhìn thấy một cái đường cong rất là rõ ràng ở trong qua tất cả thử nghiệm nghiên cứu. Làm gì thì làm, chúng ta vẫn phải hạ xuống càng thấp càng tốt. Thứ hai, hạ càng sớm càng tốt. Vì sao vậy? Vì khi bệnh nhân đến với chúng ta, một cái mạch vành chúng ta chụp lên, chúng ta tưởng là hẹp 30-40%, thực ra thì là sao? Lớp màng xơ vữa nó đã là 30-40%, nó đã ở bên ngoài rồi. Và vì vậy các bạn nhìn thấy tất cả các nghiên cứu đều cho thấy chúng ta điều trị chán chê mê mỏi, sau 2 năm chúng ta mới đỡ được cái nặng của màng xơ vữa lúc ban đầu. Thành ra là vui lòng điều trị càng sớm càng tốt, điều trị càng tích cực càng tốt. Vì ngoài cái tác dụng hạ LC cholesterol của statin, nó còn nhiều cái món khác nữa. Và một món đặc biệt quan trọng là nó làm cho màng xơ vữa ổn định chắc chắn hơn, không bị nứt vỡ. Và đấy mới là ngăn ngừa được gì? Hội chứng mạch cấp. Thành ra là trong đơn thuốc mạch vành, đôi khi chúng ta xem xét cắt kháng tiểu cầu, nhưng chúng ta không thể nào cắt statin được. Bắt buộc phải có statin, và statin đấy phải là một statin mạnh để đảm bảo hạ được LDL cholesterol. Vì nó không những hạ, nó còn cho phép mạch vành ổn định và nó đỡ nứt vỡ. Đây là cái bảng cân đối cho chúng ta nhìn thấy lợi ích vượt xa các nguy cơ khi điều trị. Và cái này bác sĩ chúng ta phải nói với người bệnh. Chúng ta phải nói về đau cơ, chúng ta phải nói về các biến cố khác. Và cái tỷ lệ đấy nó rất ít so với những gì chúng ta đạt được. Tất nhiên nó cũng đã bắt đầu đi ra ngoài cái bài nói ngày hôm nay. Nhưng đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy những cái hớ lợi gì chúng ta có so với cả những cái hại mà chúng ta có đấy. Thứ hai, kể cả khi chúng ta có một cái mốc aldosterone đã giảm 50% rồi,
chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác, bởi vì nó vẫn còn rất nhiều yếu tố, nó được gọi là yếu tố nguy cơ tồn dư. Và những yếu tố nguy cơ tồn dư mà liên quan đến viêm, ví dụ như triglyceride, ví dụ như LDL nhỏ đậm đặc, thì nó làm tăng yếu tố gây viêm, và nhờ vậy nó làm cái mảng sơ vữa dễ nứt vỡ hơn. Thì cho dù chúng ta có một cùng cái mức LDL cholesterol, nhưng cái xác suất chúng ta xảy ra biến cố vẫn lớn hơn rất nhiều. Thành ra là chúng ta vẫn phải kiểm soát các yếu tố nguy cơ khác. Và đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy, nếu chúng ta kiểm soát đồng thời nhiều yếu tố nguy cơ, chúng ta sẽ làm giảm được các biến cố mạch vành. Và chính vì thế, cho nên là bên cạnh câu chuyện LDL cholesterol, chúng ta phải kiểm soát cái gì ạ? Chúng ta phải kiểm soát huyết áp, chúng ta phải kiểm soát đường máu. Huyết áp như thế nào? À, duy trì mức huyết áp 120/40. Vì sao? Vì đây là cái ngưỡng mà mảng sơ vữa ít tiến triển. Còn nếu chúng ta cứ để huyết áp trên 140, mảng sơ vữa nó tiến triển. Vậy chúng ta phải có thêm cái món này nữa. Và nếu chúng ta hạ huyết áp, chúng ta sẽ thấy các biến cố nó cũng sẽ giảm đi. Kể cả đối với cả câu chuyện gì ạ? Kể cả câu chuyện nhồi máu cơ tim, nó cũng giảm đi nếu chúng ta giảm huyết áp. Tuy nhiên cần lưu ý một chút là khi chúng ta hạ huyết áp thì chúng ta lưu ý huyết áp tâm trương và cái chênh lệch huyết áp, bởi vì đây là cái tưới máu của mạch vành. Thành ra là nếu bệnh nhân tổn thương nhiều thân mạch vành, chúng ta để huyết áp tâm trương dưới 60 hoặc để chênh lệch huyết áp trên 60 thì đó sẽ là gì ạ? Làm tăng nguy cơ biến cố của mạch vành. Bạn hiểu không ạ? Thế thành ra là lưu ý là đồng ý là chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp tốt, nhưng hãy lưu ý huyết áp tâm trương. Cái này nó đang đặc biệt quan trọng ở những người cao tuổi khi mà nó có cái chênh lệch huyết áp tâm trương lớn. Thứ hai là gì ạ? Chúng ta kiểm soát chặt đường máu, bởi vì kiểm soát chặt đường máu chúng ta cũng thấy là gì? Làm giảm các biến cố liên quan đến mạch vành. Tuy nhiên, lợi ích nó chỉ có trong giai đoạn sớm. Có nghĩa là trong vòng 10 năm đầu tiên khi mà chúng ta mới bị đái đường type 2 thì cái việc kiểm soát máu đường máu chặt chẽ nó mới đem lại lợi ích cho biến cố tim mạch và mạch vành. Còn nếu đã muộn rồi, trên 10 năm rồi thì bắt đầu kiểm soát chặt chưa chắc đã có lợi và chúng ta phải sử dụng các thuốc mới. Đấy, ví dụ chúng ta sử dụng ức chế SGLT2, đặc biệt trên những bệnh nhân mà đã có suy tim hoặc là đã có nhồi máu cơ tim cũ thì nó đem lại cái lợi ích của vấn đề tử vong. Thành ra là đấy là những thứ chúng ta cần phải tính toán một chút, phải kiểm soát chặt chẽ mỡ máu, kiểm soát chặt chẽ yếu tố người khác bên cạnh cái câu chuyện mỡ máu, và càng kiểm soát ổn định càng tốt. Đây là một cái bảng rất là lý thú, là khi chúng ta có cái mức độ dao động của LDL cholesterol, và đấy là bệnh nhân chúng ta toàn thế thôi, điều trị mỡ máu ổn thôi không uống thuốc nữa, điều trị áp ổn thôi không uống thuốc nữa, và nó sẽ tạo thành cái dao động về LDL cholesterol, dao động về huyết áp, dao động về đường máu, và tất cả các dao động đó nó làm gia tăng biến cố về mạch vành. Bạn nhìn đây này, bạn sẽ thấy nhồi máu cơ tim tăng 10%, tất cả biến cố mạch vành 11%, biến cố nói chung liên quan mạch vành 16% nếu chúng ta có một cái dao động về LDL cholesterol. Thế thành ra là hãy nói với cả người ta, hãy điều trị cho bệnh nhân làm thế nào đó ổn định, duy trì ổn định là quan trọng nhất, nó mới giảm được các biến cố. Vậy thì thế nào được gọi là tốt? Thì đây là có cái quy tắc 7 yếu tố giúp cho chúng ta đạt một cái lối sống khỏe mạnh. Đầu tiên, bỏ hoàn toàn thuốc lá. Hy vọng ở đây các bạn không hút thuốc đúng không ạ? Hy vọng là như vậy. Có một số lượng nhất định bác sĩ tim mạch chúng ta hút thuốc, càng căng thẳng càng dễ hút thuốc, thậm chí bác sĩ tim mạch can thiệp chúng ta hút thuốc. Tôi nói thật là tôi thấy là tôi cũng quá ngạc nhiên là tại sao chúng ta có thể hút thuốc được. Bởi vì đối với tôi thì thuốc lá là một cái gì đấy là nó chắc chắn nó sẽ gây ra rối loạn nội mạc, nó thúc đẩy quá trình sơ vữa và nó làm cho nứt vỡ và viêm tại chỗ nhiều hơn. Chả có lý do hút thuốc cả. Và vì thế nên là chả có lý do gì để chúng ta có thể chấp nhận một ông hút thuốc ở bên cạnh chúng ta. Vậy mà ra đường thì đâu đâu cũng thấy hút thuốc đúng không ạ? Thậm chí các sếp chúng ta hút thuốc, về nhà bố mẹ chúng ta hút thuốc và chúng ta coi như nó bình thường. Xin lỗi, nó không bình thường một chút nào cả. Nếu chúng ta muốn chữa cho bệnh nhân, chúng ta hãy nói như là kiểu đó. Phải tránh xa thuốc lá. Hút thuốc lá thụ động có hại, tương đương với cả chủ động, chả khác gì cả. Thế bạn muốn bị nhồi máu cơ tim không? Đấy, thì vậy các bạn hãy thay đổi điều đó. Việc đầu tiên không hút thuốc lá. Việc thứ hai hoạt động thể lực. Tí nữa sẽ có cái bảng cho ra nhìn thấy, trên 150 phút mỗi tuần. Nghĩa là xin lỗi là đừng ngồi học ở đây nữa, ra ngoài mà đăng sinh đi chẳng hạn, để cho nó có hoạt động thể lực. Thì sau đó đấy mới là bảo vệ mạch vành. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ ngồi không như này nó chẳng tác dụng gì hết. Duy trì BMI, có chế độ ăn hợp lý, duy trì mỡ máu đúng không ạ, LDL cholesterol dưới 180mg/dL ạ, duy trì huyết áp, duy trì đường máu, thì đây là 7 yếu tố quan trọng để duy trì được sức khỏe về tim mạch. Và rõ ràng là nếu chúng ta càng duy trì được các yếu tố này tốt thì biến cố chúng ta nó càng ít. Đây là cái bảng để trả lời cho câu hỏi là có nên hút thuốc lá hay không, so sánh cả bị động cả chủ động, cả trong nhà lẫn ở ngoài, và người ta đều thấy là gì ạ,
là nếu chúng ta ở trong một cái nhà chúng ta hút thuốc lá bị động thì nó cũng tăng nguy cơ biến cố mạch vành chúng ta lên từ 1,5 đến 2 lần, chẳng khác gì chúng ta tự hút thuốc cả. Vậy chúng ta phải hiểu điều đó và nói cho người bệnh điều đó. Và đặc biệt là đừng bắt các bà, các cô phải chịu đựng ông chồng. Mẹ xin lỗi, chịu đựng cả đời đã chết rồi, lại còn phải chịu đựng thêm cái đống hút thuốc lá nữa. Để làm gì ạ? Đúng không ạ? Ông hút thuốc lá thì ông ra ngoài mà hút, đừng ảnh hưởng đến chúng tôi. Thì đấy là cái thông điệp mà chúng tôi muốn nói rõ là như vậy. Và kể cả khi chúng ta ngừng hút thuốc lá, cân chúng ta tăng lên. 60% đàn ông hút thuốc lá trở lại là vì thấy tăng cân. Nhưng mà nếu có tăng cân lên, cái nguy cơ xảy ra nhờ do tăng cân thấp hơn rất nhiều so với việc duy trì hút thuốc lá. Và phải bỏ thuốc lá cỡ khoảng 10 năm thì nguy cơ nó mới bắt đầu về giống như một người già không hút thuốc. Nhá, đấy là lý do vì sao đều có con số dịch tễ để cho thấy vui lòng đừng hút thuốc. Hút thuốc rồi mà tăng cân thì làm biện pháp khác, đẩy biện pháp để giảm cân. Đấy, chứ còn nếu mà chúng ta cứ hút thuốc lá, chúng ta sẽ gia tăng nguy cơ một cách rất đáng kể. Thứ hai, luyện tập thường xuyên. Đây là những lược đổ cho chúng ta nhìn thấy, kể cả khi gì ạ? Kể cả khi chúng ta ở lứa tuổi 40 mà chúng ta luyện tập vẫn không muộn, lúc đó nó vẫn giúp ích cho chúng ta, vẫn làm giảm được biến cố như thường. Vậy thì nếu các bạn không thể dùng thể thao, vui lòng đi chạy đi, vui lòng tập yoga, của nợ, của tiêu gì đấy cũng được, miễn là phải luyện tập. Chứ nếu không thì chính cái chuyện đó chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đây là cái lược đổ cho chúng ta nhìn thấy, và chúng ta cần phải làm giảm cái thời gian chúng ta ngồi hàng ngày. Ngồi hàng ngày, đây là cái bảng, chúng ta không có quá nhiều thời gian đi sâu phân tích, nhưng mà nếu như chúng ta ngồi hàng ngày nhiều, chúng ta sẽ làm gia tăng cái biến cố. Đấy là lý do vì sao chúng tôi rất thích đeo đồng hồ của Apple, vì nó nhắc là gì? Cứ một tiếng phải đứng dậy một lần. Có cái application như thế, cứ một tiếng bạn phải đứng dậy. Đấy là cái cách để chúng ta không ngồi. Cứ một tiếng chúng ta lại hít thở sâu để chúng ta làm giảm stress. Và nó nhắc chúng ta hoạt động thế nào để cho tốt. Đấy thì đấy là những cái thứ mà nó chuyển đổi từ lý thuyết sang thực cảnh lâm sàng để giúp cho chúng ta có một lối sống khỏe mạnh. Chúng ta không khỏe, chúng ta không trải qua cái đấy làm sao mà nhắc người bệnh được. Đúng không ạ? Thế thì vận động thế nào thì tốt cho tim mạch? Đây là cái bảng vừa mới được AHA đưa ra đầu năm 2019. Thứ nhất, 150 phút mỗi tuần. Trên đấy càng tốt, nếu không tối thiểu 150 phút. Chia ra mỗi ngày là bao nhiêu ạ? 25 phút á, 25 đến 30 phút. Và cái phút đó là gì ạ? Đi lại nhiều, ngồi ít thôi. Bộ Y tế Việt Nam có cái trò gì? 10.000 bước, đeo bước chân một ngày đi 10.000 bước. Đấy, phải làm cái chuyện đó. Thứ hai, tăng cường về mặt hoạt động. Tức là không phải đi bộ thư giãn đâu. Nó phải ra mồ hôi, phải leo cầu thang, phải chạy nhảy cái gì đấy một chút. Chứ đi bộ mà túc tắc thì nó chả có tác dụng gì cả với sức khỏe tim mạch cả. Thứ hai, phải có thêm một ít, chút ít luyện cơ. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta không luyện cơ. Xin thưa, không luyện cơ, không đem lại sức khỏe. Nếu các bạn thích thì đến nội chú năm thứ ba tôi sẽ giới thiệu một cái chủ đề gọi là luyện cân và luyện cơ. Hai cái đấy rất khác nhau và mỗi một bài nó có một kiểu riêng. Và cái đấy, cái gì giúp cho sức khỏe tim mạch, cái gì giúp về cho sức khỏe ngoài thần kinh. Thực ra đi sâu vào chúng ta thấy rất hay. Và cuối cùng, đây là cái bảng cho chúng ta nhìn thấy. Làm tổ hợp, làm thế nào để vận động cho nó phù hợp. Đấy. Bên cạnh đó là ăn thế nào cho phù hợp. Đây, xin thưa là cũng có đầy đủ các thứ. Và trong đó có một cái bài của giáo sư Hùng đã báo cáo đấy, chúng ta phải có gọi là cái tháp về cái về chế độ ăn. Mỗi ngày phải có năm cái nấm, mỗi một cái nấm này trong tay là hoặc là hoa quả hoặc là rau nấm ở trong tay, năm màu sắc khác nhau, và chính cái màu sắc đó để giúp cho chúng ta gì ạ? Đảm bảo được một cái chế độ ăn tốt đầy đủ, hạn chế tinh bột để giải quyết câu chuyện đó. Đấy, hoa quả rồi rau rồi ăn nhiều cá, hạn chế uống rượu vân vân, thì tất cả những cái gì mà chúng ta nói chuyện đây. Và lưu ý một chút là lối sống, cái chế độ ăn của người Việt chúng ta là cực kỳ nhiều tinh bột. Và chính cái chuyện đó nó làm gia tăng các biến cố mạch vành. Hạn chế tinh bột là rất quan trọng. Đấy, thì đấy là cái những cái thứ mà chúng ta để làm. Và đây là cái bảng tổng hợp lại để dự phòng các cái biến cố tim mạch dựa trên yếu tố nguy cơ thế nào. Hút thuốc lá, chế độ ăn, hoạt động thể lực, duy trì cân, các yếu tố nguy cơ đương nhiên chúng ta đã biết rồi. Thế thì đấy là cái nhóm mà thay đổi lối sống mà để cải thiện tiên lượng. Bên cạnh đó thì cải thiện tiết lượng còn liên quan đến cái gì ạ? Statin, chúng ta đã nói rồi. Aspirin, tí nữa chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích dựa trên các bằng chứng mới. Ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, đấy là những thứ để thay đổi về mặt tiết lượng. Và nếu như bệnh nhân suy tim, chúng ta có thêm chạy beta do cả. Đây là những thông tin mới. Năm 2019 thì nó đưa ra hai cái thử nghiệm mới là thử nghiệm Arrival
đánh giá đến cái câu chuyện là gì ạ? Là hiệu quả của aspirin trong dự phòng tiên phát những bệnh nhân nguy cơ tim mạch trung bình. Người ta thấy là gì? Aspirin không làm giảm các biến cố tim mạch nhưng làm tăng chảy máu dạ dày. Đối với cả những người đái tháo đường, có thể dự phòng hiệu quả nhưng tăng chảy máu. Và vì thế, nếu chúng ta xếp lịch sử aspirin trên một cái bảng từ mấy chục năm nay, từ cái quan điểm aspirin là một thuốc bắt buộc cho mạch vành đến năm 2019, người ta thấy là gì? Again, tức là chống lại việc dùng aspirin một cách thường quy ở những bệnh nhân dự phòng tiên phát. Vì thế, bệnh mạch vành bây giờ là gì? Là thay đổi lối sống, là statin, là kiểm soát huyết áp, chứ không phải là aspirin. Đấy là quan điểm 2019. Còn tất nhiên, bạn tính toán xa sẽ tìm đến một cái group rất là nhỏ được hưởng lợi. Nhưng mà nếu chúng ta tính toán các câu chuyện khác liên quan đến việc chảy máu, chưa chắc chúng ta dùng chuyện đó. Thành ra là năm 2019 chúng ta sẽ thấy là người ta không dùng aspirin để dự phòng những bệnh nhân trên 70 tuổi ấy, bởi vì chuyện đó có thể gây chảy máu. Thậm chí là đối với nhóm 40 đến 70 tuổi nó bắt đầu tụt xuống một cái class khác. Đấy là duy trì câu chuyện dự phòng tiên phát. Còn ngược lại, nếu bệnh nhân đã có biến cố mạch vành, đã có xe mạch vành rồi thì sao ạ? Thì lại bắt buộc phải có gì? Bắt buộc phải có kháng nâng cấp tiểu cầu. Đấy, thành ra là chưa có biến cố và có biến cố nó khác ở chi tiết đấy. Và nếu có biến cố rồi, lúc đó chúng ta phải kháng tiểu cầu. Và lúc đó là câu chuyện là kháng đơn hay là kháng kép rồi nó chảy máu là ra sao. Thì cái quan điểm bây giờ cũng ủng hộ cho câu chuyện là gì ạ? Rút ngắn thời gian kháng tiểu cầu kép nhưng duy trì một loại kháng tiểu cầu đơn kéo dài để dự phòng ở những bệnh nhân đã có biến cố tim mạch, đã có nhiều máu cơ tim. Cái món thứ hai là ức chế men chuyển đường trên tụ thể. Đây là các cái dữ kiện do chúng ta nhìn thấy. Nếu dùng các thuốc ức chế men chuyển đường trên tụ thể, nó có thể dự phòng được các biến cố tử vong do tim mạch nói chung và không có gì khác biệt lắm giữa ức chế men chuyển đường trên tụ thể. Nhưng nếu câu chuyện là gì ạ? Là để dự phòng biến cố mạch vành thì ức chế men chuyển tốt hơn. Vì sao lại như vậy? Bởi vì là ức chế men chuyển làm gia tăng bradykinin. Bradykinin gây ho là cái nhược điểm làm cho bệnh nhân không muốn dùng thuốc. Nhưng chính bradykinin lại là giãn mạch vành, làm giảm chống đông mạch vành và làm giảm biến cố mạch vành. Vì thế nếu mà chúng ta cần phải dùng thuốc ức chế men chuyển hay ức chế tụ thể mà muốn nhằm vào cái đích là để làm giảm mạch vành thì ức chế men chuyển làm sao ạ? Nó ưu thế hơn ức chế tụ thể. Còn đương nhiên nếu mà người ta ho quá không chịu được, đấy là câu chuyện chất lượng sống, lại là câu chuyện khác. Còn nếu để nhằm vào mục đích biến cố mạch vành, chúng ta phải như vậy. Tương tự như thế, đối với cả câu chuyện chạy beta. Trước đây chạy beta là một thứ gì đó bắt buộc phải cho bệnh nhân mạch vành, nhưng thực ra không phải. Đối với cả bệnh mạch vành ổn định thì chỉ khi nào bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, chỉ khi nào có suy tim thì lúc đó chạy beta mới thực sự có tác dụng là thay đổi tiên lượng. Còn nếu không, chạy beta chỉ là một thuốc gì ạ? Làm giảm triệu chứng đau ngực. Đấy, thế thành ra là bạn sẽ thấy là có những thứ thuốc mà nó cái đơn thuốc ngày xưa của mạch vành là gì? Aspirin là chạy beta do cảm, thì bây giờ nó không giống thế nữa mà nó là gì? Là statin, là thay đổi lối sống. Đấy là quan trọng nhất. Còn sau đó tùy theo việc bệnh nhân còn triệu chứng hay không, lúc đó mới bắt đầu cân nhắc cho chạy beta hay không. Còn đương nhiên nếu có suy tim, đấy là một chỉ định khác, đúng không? Và chính vì thế trước đây chúng ta có cái món điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh lý mạch vành là A, B, C, D, E, thì bây giờ tôi bôi đen lại hai chỗ là aspirin và beta giao cảm. Tại nó không còn là cái thứ thuốc làm thay đổi về mặt tiết lượng nữa, nó chỉ là vấn đề thay đổi về mặt gì? Về mặt triệu chứng. Đấy. Thế thì đến cái món số 2 là các món thay đổi về triệu chứng thế nào? Thì có rất nhiều thứ thuốc chạy beta, chạy kênh canxi, nitroglycerin, lanolazin, triamcinolone, vân vân. Thì với những thứ thuốc như thế này thì chúng ta chia làm hai nhóm, một thứ thuốc gọi là first line và second line, tức là thuốc đầu tay và thuốc số 2. Thì liệu điều đấy còn đúng hay không? Thì xin thưa, cho đến thời điểm hiện tại nó không hoàn toàn đúng như thế nữa. Mặc dù về mặt kinh điển người ta vẫn chia cái nhóm đầu tay là gì ạ? Là chạy beta giao cảm, verapamil, chlorpiridine, nitrat. Nhóm thứ hai tức là ivalradin, ranolazin, nicoranin, trimetazidin. Nhưng xin thưa là về mặt bằng chứng thì chưa chắc mèo nào đã hơn mèo nào đâu. Và vì thế bây giờ không quá quan trọng thuốc nào là đầu tay, thuốc nào là số 2, mà nó là gì? Là thói quen, là tác dụng phụ, là cái các bạn quen làm. Và đây là cái bảng lược đồ cho phép các bạn phối hợp các thuốc chữa đau ngực với nhau. Những đường đỏ là đường không nên, tức là bạn phối hợp chạy kênh canxi với chạy beta, chạy kênh canxi với ivalradin để nó làm nhịp chậm quá hoặc là nó giảm co bóp cơ tim quá mức. Còn lại các đường khác là bạn có thể dùng phối hợp, thì bạn sẽ thấy là được dùng lẫn lộn với nhau. Và đây là một vài cái bảng hướng dẫn để cho phép chúng ta lựa chọn các thuốc đau thắt ngực trên một bệnh nhân đau ngực ổn định. Nhớ là chữ là ổn định nhé. Đầu tiên chúng ta có thể dùng nitrat để xịt, rồi tùy theo bệnh nhân có nhồi máu cơ tim từ trước, có suy tim từ trước, có thể dùng chạy beta giao cảm. Nếu mà có huyết áp thì chúng ta ưu tiên chạy kênh canxi,
có co lại co thắt mạch chạy lên canxi. Nếu vẫn còn đau ngực nữa, lúc đó bắt đầu chúng ta thêm các cái dòng nitrat như coradin, naroazin, ivabradin vân vân, tùy theo chúng ta muốn nào. Hoặc là chúng ta phối hợp thêm giữa cái câu chuyện là kết hợp thêm giữa cái việc tái thông mạch vành để chữa đau ngực. Và chúng ta có một gì ạ? Chúng ta có một cái bậc thang điều trị đau ngực. Bên cạnh cái bậc thang xử lý là tái thông mạch vành, chúng ta có rất nhiều các biện pháp khác nhau, từ việc thay đổi lối sống, các cái thuốc có bằng chứng, đến lúc đầu điều trị đau thắt ngực trơ, rồi các cái biện pháp khác, thậm chí là morphine và dẫn chất của thuốc viện có thể được coi là một biện pháp điều trị ở bậc thang cuối cùng, lợi ích nó ít thôi nhưng nó có thể giải quyết được triệu chứng nếu là thất bại. Thì đấy là cái bậc thang để tùy theo từng bước chúng ta làm, và có rất nhiều món khác nhau. Thế thì trong đó có một thứ rất quan trọng là chúng ta phải kiểm soát được nhịp tim, bởi vì nhịp tim là yếu tố làm tăng cung cầu và đồng thời nó làm tăng cái khởi phát gây ra các biến cố. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta có một cái thứ được gọi là tần số tim mục tiêu trong bệnh lý mạch vành mãn tính, loanh quanh ở cái mốc giữa 60-65. Và đó là lý do vì sao chúng ta kết hợp gì ạ? Chạy beta giao cảm với ivabradin, chúng ta kết hợp chạy beta giao cảm với chạy kênh canxi. Vì sao? Bởi vì mỗi một thứ thuốc nó đều có tác dụng phụ, và nếu tác dụng phụ nhiều quá không tăng liều được thì chúng ta kết hợp với một thuốc khác để đạt được cái tần số tim mục tiêu. Cái này cần phải giải thích cho người bệnh. Tại người bệnh cứ bảo tại sao nhịp tim tôi nó chậm thế, tim mà bóp chậm này là nó yếu, nhưng không phải, đây là tần số tim mục tiêu. Vì sao lại có tần số tim mục tiêu như này? Vì có rất nhiều nghiên cứu chỉ cho chúng ta thấy với tần số tim thế chúng ta yêu cầu nó giảm tử vong. Và đây là điều trị triệu chứng mà, thì chúng ta cố gắng kết hợp cả hai, điều trị triệu chứng và cũng như là đạt cái mục tiêu nào đó. Ngoài ra, đến lúc đã bí quá rồi, chúng ta còn làm nhiều cái món khác, ví dụ điều trị tác động của chuyển hóa với các cái thuốc khác nhau. Một số thuốc như aropurinol thì nó cũng có tác dụng liên quan đến chuyển hóa theo cái kênh và cơ chế khác nhau. Tanolazin thì bạn cũng có thể có tác dụng, thì nó kết hợp phối hợp vào. Đấy, đây là những thứ để mà chúng ta điều trị tối ưu như vậy. Và chúng ta có thể thấy là gì ạ? Là đối với cả câu chuyện bệnh lý bệnh mạch vành ổn định mãn tính thì điều trị nội khoa tối ưu là quan trọng bậc nhất. Bởi vì như chúng ta vừa nói ban đầu, tái thông mạch vành với những thành tựu mới nhất, stent tốt nhất thì may ra mới cải thiện sống còn, còn nếu không chỉ cải thiện triệu chứng. Thành ra là hãy điều trị nội khoa tối ưu. Nếu điều trị nội khoa tối ưu rồi thì bệnh mạch vành ổn định, không nhất thiết phải làm như chúng ta đang làm nào. Đấy, và đây là cái bảng tổng kết để cho chúng ta nhìn thấy, với đau ngực ổn định, men tim không tăng, không có động học thì quan trọng bậc nhất là điều trị nội khoa tích cực. Nó khác với cả câu chuyện hội chứng vành cấp. Hội chứng vành cấp là bắt buộc phải giải quyết cái chỗ bị tắc, cái chỗ huyết khối. Còn đối với cả đau ngực ổn định thì quan trọng nhất là điều trị nội khoa, dự phòng các cái biến cố đó. Và quan trọng là gì? Thay đổi lối sống, statin. Còn những thứ khác bắt đầu bị đào lên xuống. Thì đấy là trong một cái khoảng thời gian hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi nói rất là nhanh những khái niệm về một cái bệnh lý mạch vành, bao gồm bệnh lý mạch vành ổn định, xoay xung quanh mảng sơ vữa, xoay xung quanh các cái xét nghiệm để đánh giá về mặt chức năng và đánh giá về mặt tổn thương, xoay xung quanh cái câu chuyện trục liên quan đến điều trị về bệnh lý mạch vành. Và quan trọng nhất của mạch vành ổn định đến thời điểm hiện tại thì là gì? Là statin, thay đổi lối sống. Vâng, thì đấy là những cái thứ mà chúng tôi cần phải nói, cũng rất là nhanh thôi, cung cấp cho các bạn một vài cái thông tin rất là ngắn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì chúng tôi sẽ xin phép dành khoảng 50 phút để trả lời câu hỏi trước khi bạn nghỉ giải lao và bắt đầu sang phần thứ hai. Các bạn có câu hỏi gì không? Vâng, mời bạn. Stent phủ thuốc và không phủ thuốc nghĩa là thế nào? Khi chúng ta bị một vết thương ở đây thì cơ thể chúng ta sẽ liền lại và sẽ tạo ở đó một vết sẹo. Chỉ có 3-5% người chúng ta bị gọi là sẹo lồi. Đại đa số vết sẹo là bình thường. Thì tương tự như vậy, khi chúng ta đặt cái stent vào trong lòng mạch, cơ thể chúng ta sẽ phủ qua một lớp tế bào nội mạc và nó sẽ như bình thường. Có 20% là nó sẽ bị một cái tăng sinh ở trong cái tế bào nội mạc đó như một cái sẹo lồi đối với một cái stent thường. Vì thế người ta dùng một cái thuốc chống phân đào ngăn cản cái quá trình đó, và nhờ vậy người ta hạn chế được cái sẹo lồi trong lòng stent. Bạn hiểu không ạ? Tức là hạn chế bớt cái sẹo lồi. Và vì vậy đấy là ưu thế của stent phủ thuốc. Tuy nhiên tất cả các stent phủ thuốc thì có một tỷ lệ tái hẹp cỡ khoảng 3-5%, tức là nó không hoàn toàn ngăn ngừa được cái tiến trình của cái sẹo đấy, nó vẫn bị 3-5%. Và vì thế nên là
khi đó người ta phải kết hợp nhiều biện pháp khác nhau để điều trị cái việc tái hẹp trong stent. Thế thì nó có cái điểm dở thế này, khi chúng ta có cái stent mới, có cái thuốc học vừa rồi, thì ở đó cái lớp nội mạc nó đi qua, nhưng vì cái ở đó nó giúp chống tâm tạo, cho nên cái lớp nội mạc mới, nó gọi là tân nội mạc ấy, nó sẽ yếu hơn so với cả cái nội mạc kinh điển của chúng ta, và nó lại dễ nứt vỡ. Thành ra là đôi khi nó sẽ có cái biến cố tắc stent muộn do cái mảng sơ vữa tân sinh nó bị nứt vỡ. Thành ra là đôi khi chúng ta vẫn hay nói vui với nhau ấy, chúng ta điều trị cái stent muộn là mua một chút thời gian. Vì thế nếu không điều trị một cách tích cực bằng statin để nó làm giảm cái nặng sơ vữa trên toàn hệ thống, và đặc biệt là nó làm ổn định cái mảng sơ vữa tân sinh ở chỗ đặt stent của thuốc ấy, thì bạn sẽ bị thất bại. Bạn hiểu ý không? Thành ra là đừng nhằm vào cái stent, đừng nhằm vào cái tổn thương tại chỗ, hay nghĩ tổn thương trên toàn cơ thể, hay nghĩ phản ứng cơ thể lúc mà bệnh nhân có cái sơ vữa. Và đó là lý do vì sao. Ví dụ như là quan điểm cá nhân là tôi ủng hộ stent statin 100%. Statin là cực kỳ quan trọng với bệnh nhân mà có stent phụ thuốc. Trong giai đoạn ban đầu sau khi đặt stent phụ thuốc xong cỡ từ 3 đến 4 tháng, chúng ta tiết lộ một lớp nội mạc, bệnh nhân rất là dễ bị tắc mạch và kháng tiểu cầu kép là điều bắt buộc. Nhưng sau 3 đến 4 tháng rồi, khi có lớp nội mạc rồi, cái xác suất bị tắc stent do huyết khối, do kháng tiểu cầu kép nó bị giảm đi, và bắt đầu vai trò statin nó tăng lên, và lúc đó chúng ta rất cần statin để làm ổn định sự vỡ tân sinh. Đấy, thì trước đây chúng ta có rất nhiều quan điểm là gì? dùng kháng tiểu cầu kép là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm vân vân. Thì bây giờ cái quan điểm mới là nó bắt đầu rút ngắn cái khoảng thời gian chống tập tiểu cầu kép. Tuy nhiên cái đấy nó bắt đầu hơi ra ngoài cái khuôn khổ cái bài nói này. Chúng ta sẽ có một cái buổi thảo luận khác về câu chuyện là DPT, tức là kháng tiểu cầu kép như thế nào trong cái hội chứng vành cấp, và lúc nào thì cái hội chứng vành cấp được gọi là ổn định. Đấy, cái đấy nó có rất nhiều quan điểm mới trong những năm 2018, 2019. Vâng ạ, câu hỏi khác ạ. Có bạn nào một cái đầu cầu nào đó giơ tay gọi là đặt câu hỏi không? Vâng, mời bạn. Vâng. Không phải là có đặt hay không có đặt stent mà bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay chưa, tức là có biến cố tim mạch hay chưa. Nếu bệnh nhân có biến cố tim mạch rồi, đặc biệt có nhồi máu cơ tim rồi, aspirin là việc tất yếu. Còn nếu bây giờ một bệnh nhân vào với chúng ta, ví dụ chẳng hạn chúng ta ngồi phòng khám, bệnh nhân vào kêu là tôi vào viện vì đau ngực, bạn làm xét nghiệm lên men tim nó không có tăng, tức là đây không phải chứng bệnh cấp, bạn dựa vào tuổi và yếu tố nguy cơ, bạn biết là người này có bệnh lý mạch vành rồi, đúng không ạ? Chắc chắn mạch vành người ta hẹp 70-80% rồi, thì bạn cho thuốc, bạn cho statin, bạn cho chạy beta giao cảm để kiểm soát đau ngực vân vân, bạn cho ức chế men chuyển đến huyết áp, đặt aspirin chưa chắc đã cần. Khi cho aspirin vào đó thì có thể được hưởng lợi, có thể làm giảm được một tỷ lệ nhồi máu cơ tim, nhưng bên cạnh đó sẽ làm tăng gì ạ? Tăng tỷ lệ chảy máu. Thế thành ra là người ta tính chung cái hiệu quả cân đối, thì đó không còn là một thứ thuốc bắt buộc cho. Nếu bây giờ bạn nhăm nhăm nói rằng là gì ạ? Tôi cho aspirin để tôi làm giảm được biến cố nhồi máu cơ tim, thì tại sao bạn không chụp mạch vành lên và nghĩ tái thông mạch vành cho người ta? Đúng không ạ? Nó tốt hơn rất nhiều chứ. Cho nên là thành ra là cái câu chuyện cho aspirin vào lúc đó tôi nghĩ là không hiệu quả. Nếu chúng ta nghĩ về việc câu chuyện làm giảm cái biến cố nhồi máu cơ tim, thì chúng ta hãy nghĩ đến việc tái thông mạch vành. Lúc đó chụp lên mạch vành người ta lại không hẹp đáng kể nữa, thì bạn cắt sạch sẽ cả aspirin cả kháng tiểu cầu. Câu hỏi khác. Chính xác. Cái triệu chứng ở đây là liên quan đến câu chuyện là cái triệu chứng giống như là đau ngực, có nghĩa là bao gồm cả giảm vùng nào kháng sức. Không nhất thiết là cứ phải có đau ngực. Chẳng hạn như là tôi vẫn thỉnh thoảng khi mà tôi nói chuyện, trước đây tôi có hồi tôi làm nội trú, tôi có một bệnh nhân nữ, và cái biểu hiện người ta là lúc người ta chỉ là nôn khi gắng sức thôi, nhưng mà về sau lại là chụp lên một cái tổn thương đoạn 1 cái OAD. Thế như vậy là sau cái bài học đấy mình thấy là gì ạ? Là có rất nhiều cái triệu chứng liên quan đến gắng sức, và cả đó có thể gợi ý bệnh lý mạch vành, thì thế là đủ, chứ không đợi đến gì ạ? Đợi đến đau ngực. Sau đó rồi, với những cái triệu chứng đó,
cái này nó đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng, đòi hỏi khá là nhiều thứ và đòi hỏi cái nhạy cảm một chút đối với cả những cái bệnh nhân mà bạn nghi ngờ là dựa trên cái xác suất bệnh lý mạch vành thì bạn có thể coi đấy là có triệu chứng của đau ngực. Vâng. Vâng, câu hỏi đấy của bạn rất hay. Tức là bình thường nếu một bệnh nhân khác mà chúng ta vào, chúng ta biết là có mạch vành đúng không ạ? Chúng ta sẽ chỉ định chụp mạch vành để chúng ta xem xét cái thông mạch vành như thế nào. Thì bây giờ nếu bệnh nhân có stent rồi thì câu hỏi đặt ra chỉ là gì ạ? Là bệnh nhân này đã được tái thông toàn bộ hay chưa? Nếu bệnh nhân đã được tái thông toàn bộ rồi thì lúc đó chúng ta không cần phải chụp lại làm gì nữa. Lúc đó cái mà chúng ta nên chỉ định lại là các biện pháp để đánh giá thiếu máu cơ tim, ví dụ như là xương căng sức, ví dụ như là điện tâm đồ căng sức, ví dụ như là gì ạ, xạ hình thiếu máu cơ tim, để chúng ta xem thiếu máu cơ tim bệnh nhân còn hay không. Nếu thiếu máu cơ tim còn thì sao ạ, thì chúng ta làm thăm dò thiếu máu thì bắt đầu chụp lại và đánh giá lại để xem là tái thông gì tiếp. Nếu thiếu máu cơ tim hết điều trị nội khoa, hiểu không ạ? Thì đấy là câu chuyện là như vậy. Thành ra ở nước ngoài rất nhiều những bệnh nhân sau đặt stent xong người ta làm chỉ định xạ hình thiếu máu cơ tim, người ta làm điện tâm đồ căng sức, người ta làm xương căng sức. Còn chúng ta thì chúng ta lại gì ạ? Chụp multi slide CT. Thì chuyện đấy tôi theo tôi là không phù hợp lắm. Nếu như bệnh nhân ổn định, chúng ta nên đánh giá cái gánh nặng của thiếu máu cơ tim tốt hơn. Còn nếu như bệnh nhân mà vào đây mà trong hồ sơ lại nói là gì, tôi mới tái thông có một mạch thôi, tức là vẫn còn mạch nữa để tái thông, và cái vùng thiếu máu cơ tim đấy trên ước lượng ở trên tổn thương nó là nhiều, thì đương nhiên lúc đấy chúng ta chụp lại mạch vành để làm gì? Để tái thông toàn bộ mạch vành, là để ngăn cản cái việc còn các cái vùng thiếu máu cơ tim trên 10%. Và câu hỏi tiếp ạ. Ngay cả thiếu máu cơ tim sau 1-2 tuần chúng ta đã có thể chạy những pháp gắng sức dưới ngưỡng. Thành ra là câu chuyện đó không quá là chống chỉ định nếu như chúng ta muốn đánh giá. Thế thì cái mà chúng tôi thường lấy cái mốc là 1 tháng thì có 2 lý do. Lý do thứ nhất là liên quan đến cả các cái biến cố suy tim nữa, thì nó cũng cần một khoảng thời gian nhất định nó hồi phục. Một cái thứ hai nữa là xạ hình thiếu máu cơ tim ấy, thì thường nó sẽ không chính xác trong vòng 1 tháng đầu tiên. Sau nhồi máu cơ tim nó không, còn nếu mà không có nhồi máu cơ tim thì không có vấn đề gì. Thành ra là vì thế nên là nếu như bạn muốn đánh giá về mặt chức năng sau nhồi máu thì bạn có thể cho chạy gắng sức dưới ngưỡng, là thay vì cái ngưỡng 85% có thể mà 95% nhịp tim ấy, thì bạn có thể chỉ 70% thôi để bạn đánh giá luôn cũng được. Đấy, còn nếu mà không thì bạn đợi sau 1 tháng bạn có thể làm những cái đó để đánh giá. Hỏi tiếp ạ. Vâng. À vâng, thì theo quan điểm của tôi là bởi vì là đây là tác dụng ngoài LDL-cortisone, cho nên tác dụng chống viêm là chính. Và vì thế cho nên là trong giai đoạn cấp thì chúng ta sử dụng liều cao. Nó khác cả câu chuyện duy trì, chúng ta bắt đầu phải tính toán đến cân nặng của tác dụng phụ. Thành ra là để mà đảm bảo tối ưu câu chuyện mà hiệu quả trong cái chuyện tái thông trong giai đoạn cấp, thì tôi vẫn cứ nghĩ là quan điểm cá nhân là tôi ủng hộ dùng liều